Dù tì dàm vi sẵn cơ hàng sà la nam cơ cha hàm mi lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng. Duti yambi sangkhang saranang gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tati yam bi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tati yam bi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tati yam bi sangha saranam gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng. Tatiyambi Sangkhang Saranang Gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Bà na ti bà ta Về Ramani Sikha Badang Sama Diyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata vechamani sikkhapadang sammadiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinna Về Ramani Sikha Badang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinna dana vechamani sikkhapadang sammadiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Aparacariya Về Ramani Sikha Badang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya vechamani sikkhapadang sammadiyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada Về Ramani Sikha Badang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada vechamani sikkhapadang sammadiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Suramerayamachappamadathana Về Ramani Sekha Badang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Supramesayamachappamadathana vechamani sikkhapadang sammadiyami tự nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalapu Sana Về Ramani Sikha Badang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalapochana vechamani sikkhapadang sammadiyami đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacca gita vadita visu karasana ma la gan thu thể bara tharana mandana vi vu sana thana Về Ramani Sikha Badang Samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ukka Sijana Maha Sijana Veramani Sikha Badang Samadhiya Mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao xa. Ucha sayana maha sayana we chamani sikha padang samadhiya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamana gatang puttapanyatang upo satang imang charatin imang chadiwasam sammadeva afirakitum sammadhiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì ba quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha padane uposasi valasena iman jaratana iman jidivasang sadhukang katawa apmamadena sammaharakitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên với vui. A mắt phàn tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si lê na su ga tân yan ti, si lê na phu va sam ba da, si lê na ni po tân yan ti, ta sa ma si lăng vi so tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng Bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng Bảo đức lành từ dung. Bhava tu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba buddha nu bhava na sada sati phongwan pute. Bhava tu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba dhamma nu bhava na sada sati phongwan pute. Bhava tu sabba mangalang rakkhantu sabba devata sabba sangha nu bhava na sada sati phongwan pute.
tất cả pháp an có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự an lạc thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tịnh thành tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thụ lành thai, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền Bát Quan Trai Giới cho hàng Phật tử chúng con. Và con thành kính đảnh lễ Thượng tọa Giác Đẳng. Con thành kính đảnh lễ Sư Nguyên Thông cùng chư tôn đức và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Và kính mời MC tiếp tục với bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ, Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, kính cảm ơn sư quan hiện. Dạ, đây là chương trình Phật Pháp Bút Thất Thăm Má trên mạng Internet qua Bangkok, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông, Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:30 tối đến 1:30 sáng. Con tu nữ tịnh hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ ba ngày 12 tháng 1 năm 2021 Phật lịch 2564, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 89, Kinh Pháp Trang Nghiêm Tham Majjhetiya Sutta, phân đoạn 428 đến 431 sẽ do Thượng tọa Giác Đẳng giảng giải. Và mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Và chúng con xin kính thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya. Dạ, Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, cho con hỏi trong room có nghe rõ được tín hiệu của con không ạ? Dạ, và dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Minh Hạnh từ khi đọc lễ bái tâm bảo hả? Dạ, Nam mô Bố Thầy giá. Nam mô Bố Thầy giá. Dạ, nghe có lẽ cô tịnh hạnh không rõ được bài học ngày hôm nay đã sư đã lên truyền giới rồi cô, nên là đã lấy bái tam bảo rồi. Dạ bây giờ thì theo con biết là hôm nay là Thượng tọa Giác Đẳng giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ con thỉnh, con chưa thấy Ngài Trệ Siêu vào đạo tràng. Dạ con thành kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng từ bi cho chúng con biết, thỉnh Ngài lên giảng nhập hay là chúng con đọc bài rồi Ngài lên giảng ạ. Con kính nhân mít đến Ngài ạ. Dạ thấy sư thế là được tự tin đưa tay, xin mời đại đức tự tin. Dạ con kính cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng dẫn nhập bài học ngày hôm nay, vì sư phụ con vẫn phải thuyết pháp với chùa Kỳ Viên không vào trung kịp, kính cung thỉnh Ngài. Nam mô Bụt Thầy Giác, kính lễ chư tôn đức thân chào tất cả quý Phật tử.
Thưa quý vị, bài kinh hôm nay đề cập đến một đặc điểm của giáo pháp đó mà chúng ta nghe rất là nhiều, đó là sự cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, cung kính học giới, cung kính thiền định. Và cái tình đó là những cái pháp mà khiến cho Phật Pháp được trường tồn. Và sự cung kính đó, nó là một cái dấu ấn rất đặc biệt ở tại các quốc gia Phật giáo. Nhưng mà trước khi nói về điều này, chúng ta hãy nghe phần chánh kinh. Sau khi nghe phần chánh kinh xong thì chúng tôi sẽ trở lại để nói thêm về ý nghĩa của bài kinh này, điều khuyết cho Thượng Tọa Thích Nguyệt. Dạ, mời cô Thanh Thanh. Dạ, sa thố lâm thai, chúng con thành kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng. Dạ, con xin phép được đọc chánh kinh. Bài học hôm nay, Trung Bộ Kinh, bài 89, Kinh Pháp Trang Nghiêm, Tham Má Chê Tí Giác Rất Tá, phân đoạn 428 đến 431. Sawatthi là kinh đô của xứ Kosala. Tại đây, Đức Thế Tôn đã an cư 24 mùa mưa trong 45 năm hoằng hóa của Ngài. Vua Bassenadi của Kosala với rất nhiều câu chuyện ghi lại trong kinh điển đã nhiều lần diện kiến Đức Phật và qua lại với tăng chúng. Bài kinh này ghi lại tâm trạng của nhà vua sau một thời gian ngắn không gặp được Đức Phật nhưng rất nhớ Ngài. Với sự thể hiện lòng kính thương với Đức Thế Tôn, nhà vua sau đó trình bày sự cảm nhận đối với Tam Bảo. Những lời của vua sau này được Đức Thế Tôn khuyên dạy chư tỳ kheo lấy đó làm khuôn thước để tự mình nhắc nhở nên tu tập và trang nghiêm thế nào để giữ gìn niềm ái kính của hàng tại gia, cư sĩ, cũng như vun bồi cho đạo hạnh bản thân. Những điểm đề cập trong bài kinh này có ảnh hưởng lớn trong cung cách sinh hoạt ở chùa tại các quốc gia Phật giáo. Phân đoạn 428, khi vua nhớ Phật. Đây là năm trụ thế cuối cùng của Đức Phật. Vua Bassenadi tìm đến lễ bái kiến đảnh lễ. Kinh văn như vậy tôi nghe: một thời Thế Tôn ở giữa dân chúng Sắc Cá, Thích Ca, Mê Đá Lâm Bá là một thị trấn của dân chúng Sắc Cá. Lúc bấy giờ, vua Bassenadi nước Kosala đi đến Nang Gác Đá Cá vì có một vài công việc. Rồi vua Bassenadi nước Kosala nói với Đi Kha Karajana: này Karajana, hãy sửa soạn các cỗ xe thù thắng, ta muốn đi đến các thượng uyển để ngắm phong cảnh. Thưa vâng, đại vương. Đi các Karajana vâng đáp vua Bassenadi nước Kosala, cho sửa soạn các cỗ xe thù thắng, rồi thưa với vua Bassenadi nước Kosala: tâu đại vương, các cỗ xe thù thắng của đại vương đã sửa soạn xong, nay đại vương hãy làm những gì đại vương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Bassenadi nước Kosala leo lên một cỗ xe thù thắng, đi ra khỏi Nang Garaga. Nang Garaga cùng nhiều cỗ xe thù thắng khác với tất cả y vệ của vua chúa và đi đến vườn thượng quyển, đi xe cho đến chỗ còn đi xe được, rồi xuống xe đi bộ vào vườn thượng quyển. Trong khi qua đi lại trong vườn thượng quyển, trong khi tản bộ thưởng ngoạn, vua Bassenadi nước Kosala thấy những gốc cây khả ái, đẹp mắt, lặng tiếng, ít ồn, vắng người, thoáng gió, xa lánh mọi tụ hội đông đảo, thích hợp với trầm tư mặc tưởng. Thấy vậy, vua liền nghĩ đến Thế Tôn. Những gốc cây khả ái, đẹp mắt, lặng tiếng, ít ồn, vắng người, thoáng gió, xa lánh mọi tụ hội đông đảo, thích hợp với trầm tư mặc tưởng này, chính tại đây chúng ta đảnh lễ Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Rồi vua Bassenadi nước Kosala nói với Đi Khá Karajana: này Karajana, những gốc cây khả ái, chánh đẳng giác. Này Karajana, này Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác trú tại chỗ nào? Tâu đại vương, có một thị trấn của dân chúng Sắc Cá tên là Mê Đá Lâm Bá, tại đấy Thế Tôn, bậc A-la-hán chánh đẳng giác đang trú. Này Karajana, Mê Đá Lâm Bá, thị trấn của dân chúng Sắc Cá, cách xa Nang Gá Rá Cá bao nhiêu? Tâu đại vương, cách không xa,
có ba vô trá ná do tuần có thể đi đến chỗ ấy trong ngày. Vậy này Kara giá ná, để sửa soạn cái cỗ xe thù thắng, chúng ta sẽ đi ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Thưa vâng, tâu đại dương. Đi khá Kara giá ná, vâng đáp vua Bát-xê nó đi, nước Kosala, sửa soạn, cho sửa soạn các cỗ xe thù thắng. Sau khi sửa soạn xong các cỗ xe thù thắng, liền tâu với vua Bát-xê nó đi, nước Kosala. Tâu đại vương, các cỗ xe thù thắng đã sửa soạn xong, nay vương hãy làm những gì đại vương nghĩ là hợp thời. Đoạn 429. Một cử chỉ kính thương vô hạn. Là một vị vua cai trị quốc độ Kosala, Kiều Tắc La, rộng lớn lạ, nghiêng mình lễ Phật, cho thấy sự kính quý kính tuyệt đối. Kinh văn: rồi vua Basenadi, nước Kosala, leo lên một cỗ xe thù thắng và cùng với các cỗ xe thù thắng khác, từ Karajana đi đến Mê Đú Lâm Bá, thị trấn của dân chúng sắc cá. Đến nơi đó nội trong ngày, rồi đi đến tịnh xá. Vua đi xe cho đến chỗ nào có thể đi xe được, rồi xuống xe đi bộ vào tịnh xá. Lúc bấy giờ, một số đông tỷ kheo đang đi kinh hành ngoài trời. Vua Basenadi, nước Kosala, đi đến các tỷ kheo ấy. Sau khi đến, thưa với các tỷ kheo ấy: chư tôn giả, này Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác ở đâu? Chúng tôi muốn ý kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Thưa đại vương, Thế Tôn ở trong ngôi nhà này với các cửa khép kín. Hãy im lặng đến gần, bước vào hành lang nhưng không vượt qua. Sau khi đàn hắn, hãy gõ vào khóa cửa, Thế Tôn sẽ mở cửa cho đại vương. Rồi vua Basenadi Kosala ngay tại chỗ ấy trao kiếm và vành khăn cho Dikha Karajana. Rồi Dikha Karajana tự nghĩ, nay vua muốn đi một mình, ở đây ta phải dừng lại. Rồi vua Basenadi nước Kosala im lặng đi đến căn nhà đóng cửa. Sau khi đến, bước vào hành lang nhưng không vượt qua đàn hắn và gõ vào khóa cửa, Thế Tôn mở cửa. Rồi vua Basenadi nước Kosala bước vào căn nhà, cúi đầu đảnh lễ chân Thế Tôn, miệng hôn xung quanh chân Thế Tôn, tự tay xoa rờ xung quanh chân tội quanh chân và tự xưng lên tên: bạch Thế Tôn, con là vua Basenadi nước Kosala. Bạch Thế Tôn, con là vua Basenadi nước Kosala. Phân đoạn 430. Những cảm nhận của vua đối với Tam Bảo. Nhà vua cũng nêu lên những lý do khiến bản thân có lòng kính tin cao độ đối với Phật, Pháp, Tăng. Kinh văn: thưa đại vương, do thấy nguyên nhân gì đại vương lại hạ mình tột bực như vậy đối với thân này và biểu lộ tình thân ái như vậy? Bạch Thế Tôn, con có pháp truyền thống thâm manh quá giá này đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, chư tăng đệ tử của Đức Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Ở đây bạch Thế Tôn, con thấy nhiều vị sa môn, bà la môn hành trì phẩm hạnh có giới hạn trong 10 năm, 20 năm, 30 năm, 40 năm. Những vị này sau một thời gian khéo tắm, khéo phấn sáp, với râu tóc khéo chảy chuốt, sống thụ hưởng một cách sung mãn, đầy đủ năm dục trưởng dưỡng. Ở đây bạch Thế Tôn, con thấy các tỷ kheo sống hành trì phẩm hạnh viên mãn, thanh tịnh cho đến trọn đời, cho đến hơi thở cuối cùng. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài đây ra có một phẩm hạnh nào khác viên mãn thanh tịnh như vậy. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, chư tăng đệ tử Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa bạch Thế Tôn, vua chúa cãi lộn với vua chúa, sắc đế lỵ cãi lộn với sắc đế lỵ, bà la môn cãi lộn với bà la môn, gia chủ cãi lộn với gia chủ, mẹ cãi lộn với con cãi lộn với mẹ, cha cãi lộn với con cãi lộn với cha, anh em cãi lộn với nha anh em cãi lộn với chị em cãi lộn với anh em, bạn bè cãi lộn với bạn bè. Còn ở đây bạch Thế Tôn, con thấy các tỷ kheo sống với nhau thuận hòa, thân hữu, không cãi lộn nhau, hòa hợp như nước với sữa, nhìn nhau với cặp mắt ái kính. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài đây ra có một phạm hạnh nào khác viên mãn, thân
thanh tịnh như vậy. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con đi du hành tản bộ từ công viên này đến công viên khác, từ cung uyển này đến cung uyển khác. Ở đấy con thấy một số bà la môn, sa môn gầy mòn, khốn khổ, da xấu, bạc nhợt, tay chân gân nổi, hình như không có gì đẹp mắt để người ta nhìn. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sao? Tự cách bậc tôn giả này sống phẩm hạnh không được hoan hỷ hay có những ác nghiệp được giấu kín. Do vậy, các vị tôn giả này mới gầy mòn, khốn khổ, da xấu, bạc nhợt, tay chân gân nổi, hình như không có gì đẹp mắt để người ta nhìn. Con đi đến các vị ấy và nói, vì sao chư tôn giả lại gầy mòn, khốn khổ, da xấu, bạc nhợt, tay chân gân nổi, hình như không có gì đẹp mắt để người ta nhìn? Các vị ấy trả lời như sau, tâu đại vương, chúng tôi bị bệnh gia truyền. Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các tỷ kheo hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, căn thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào sự hỷ cúng của người khác. Với tâm tư như con thú rừng, bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sao? Thật sự các bậc tôn giả này ý thức được một sự tối thắng thù diệu nào trong giáo lý Thế Tôn, một sự thành đạt tùng tự nên các bậc tôn giả này hân hoan, phấn khởi, hỷ lạc, các căn thoải mái, không dao động, bình tĩnh, sống dựa vào sự hỷ cúng của người khác. Với tâm tư như con thú rừng, bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là một vị vua Sắc Đế Liệt, đã làm lễ quán cảnh, có thể hành quyết những ai đáng bị hành quyết, gia phạt những ai đáng bị gia phạt, trục xuất những ai đáng bị trục xuất. Nhưng bạch Thế Tôn, khi con ngồi sự kiện, có người đôi khi nói ngắt lời của con và con không có dịp để nói. Này quý vị, chớ có ngắt lời nói của ta khi ta đang ngồi sự kiện. Quý vị hãy chờ cho đến khi ta nói xong. Bạch Thế Tôn, thế mà có người vẫn ngắt lời nói của con. Còn ở đây, bạch Thế Tôn, con thấy các tỷ kheo, trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm người, trong khi ấy không có một tiếng nhỉ mũi hay tiếng ho khởi lên. Bạch Thế Tôn, thở xưa, trong khi Thế Tôn thuyết pháp cho đồ chúng hàng trăm người, có người đệ tử Thế Tôn ho lên. Một đồng phạm hạnh khẽ đập vào đầu gối và nói, tôn giả hãy im lặng, tôn giả chớ có làm ồn, Thế Tôn bậc đạo sư của chúng ta đang thuyết pháp. Bạch Thế Tôn, con khởi lên ý nghĩ như sau, thật vi diệu thai, thật hy hữu thai, thính chúng này thật khéo được huấn luyện, không gậy, không kiếm. Bạch Thế Tôn, con không thấy ngoài đồ chúng này có một đồ chúng nào khác được khéo huấn luyện như đồ chúng này. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đây một số Sắc Đế Lì bác học, tế nhị, nghị luật, biện tài, biện pháp như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này, chỗ kia như muốn đã phá các tảng kiến với các trí tuệ của họ. Những vị này nghe Sa Môn Gotama sẽ đến thăm ngôi làng này hay thị trấn này. Họ sắp đặt câu hỏi, chúng ta sau khi đến sẽ hỏi Sa Môn Gotama câu hỏi này. Khi bị chúng ta hỏi như vậy, nếu Sa Môn Gotama trả lời như thế này thì chúng ta sẽ chất vấn như thế này. Khi ta bị hỏi như vậy, nếu Sa Môn Gotama trả lời như thế kia thì chúng ta sẽ chất vấn như thế kia. Những vị này nghe Sa Môn Gotama đã đến thăm ngôi làng hay thị trấn này. Những vị này đi đến chỗ Sa Môn Gotama ở. Sa Môn Gotama với pháp thoại khai thị cho các vị này, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ. Được Sa Môn Gotama với pháp thoại khai thị, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ, họ không hỏi Sa Môn Gotama câu hỏi đã định trước.
Huống nữa là chất vấn. Trái lại, họ trở thành đệ tử của Sa môn Gotama. Bạch Thế Tôn, như vậy là thuyết truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy ở đây một số bà la môn, bác học, vân vân, gia chủ bác học, sa môn bác học, tế nhị, nghị luận biện tài, biện bác như chia chẻ sợi tóc. Những vị này đi chỗ này chỗ kia như muốn đả phá các tà kiến, vân vân. Họ không hỏi sa môn Gotama câu hỏi đã định trước, huống nữa là chất vấn. Trái lại, họ xin xuất gia từ vòng sống không gia đình. Thế Tôn cho họ được xuất gia. Được xuất gia như vậy, một số các vị ấy sống một mình, không phóng dật, nỗ lực, tinh cần, và không bao lâu sau tự chứng với thánh trí, chứng ngộ, chứng đạt và an trú ngay trong hiện tại, mục đích tối thượng của phẩm hạnh. Mà những thiện nam tử chân chánh xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Họ nói như sau: thật sự chúng ta gần ngoại vong, thật sự chúng ta gần ngoại diệt. Xưa kia chúng ta không phải sa môn, lại tự xem là sa môn. Không phải bà la môn, lại tự xem là bà la môn. Không phải bậc A-la-hán, lại tự xem là bậc A-la-hán. Nay chúng ta mới thật là sa môn, nay chúng ta mới thật là bà la môn, nay chúng ta mới thật là A-la-hán. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Ích-xì Đát Tá và Bú-ra-na là hai quan giữ ngựa, ăn cơm của con, đi xe của con, sinh sống do con cho, và chính con đem danh vọng lại cho họ. Nhưng họ không hạ đối với con như họ hạ mình đối với Thế Tôn. Thổ xưa, bạch Thế Tôn, trong khi hành quân chống với đội quân đối nghịch và muốn thử thách, Ích-xì Đát Tá và Bú-ra-na, hai quan giữ ngựa, con đến ở tại một căn nhà chật hẹp. Rồi bạch Thế Tôn, hai quan giữ ngựa Ích-xì Đát Tá và Bú-ra-na sau khi cùng nhau đàm luận về chánh pháp hơn nửa đêm, rồi nằm xuống ngủ với đầu của họ hướng về phía mà họ được nghe là chỗ Thế Tôn ở, và với chân hướng về chỗ con. Bạch Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: thật vi diệu thay, Phật hy hữu thay, hai quan giữ ngựa Ích-xì Đát Tá và Bú-ra-na này ăn cơm của ta, đi xe của ta, sinh sống ta do ta cho, và chính ta đem danh vọng lại cho họ. Nhưng họ không hạ mình đối với ta như họ hạ mình đối với Thế Tôn. Thật sự những vị này ý thức được một sự tối thắng thù diệu nào trong giáo lý Thế Tôn, một sự thành đạt tuần tự. Bạch Thế Tôn, đây là pháp truyền thống của con đối với Thế Tôn. Thế Tôn là bậc chánh đẳng giác, pháp được Thế Tôn khéo giảng, đệ tử chúng tăng của Thế Tôn khéo tu tập hành trì. Lại nữa, bạch Thế Tôn, Thế Tôn thuộc dòng sắc đế lỵ, con cũng thuộc dòng sắc đế lỵ. Thế Tôn là người nước Cô Sa Lá, con cũng thuộc người nước Cô Sa Lá. Thế Tôn được 80 tuổi, con cũng được 80 tuổi. Vì Thế Tôn thuộc dòng sắc đế lỵ và con cũng thuộc dòng sắc đế lỵ. Vì Tôn là người nước Cô Sa Lá, con cũng thuộc người Cô Sa Lá. Vì Thế Tôn được 80 tuổi, con cũng được 80 tuổi, nên con sẵn sàng hạ mình tột bậc đối với Thế Tôn và biểu lộ tình thân ái. Bạch Thế Tôn, nay chúng con phải đi, chúng con nhiều công việc, có nhiều bổn phận phải làm. Thưa đại vương hãy làm những việc gì đại vương nghĩ là hợp thời. Rồi vua Bát-xê-na-đi nước Kosala từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. Đoạn 431, giáo huấn của Đức Phật. Đấng pháp vương chuẩn thuận lời nói của bậc quân vương là điều tăng chúng nên thọ trì. Kinh văn: khi vua Bát-xê-na-đi nước Kosala ra đi, không bao lâu Thế Tôn cho gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, đấy là vua Bát-xê-na-đi nước Kosala. Sau khi nói lên những pháp trang nghiêm, vua đã từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Này các tỷ kheo,
Hãy học các pháp trang nghiêm, hãy thấu triệt các pháp trang nghiêm. Này các tỷ kheo, hãy thọ trì các pháp trang nghiêm. Này các tỷ kheo, các pháp trang nghiêm này liên hệ đến mục tiêu là căn bản của phạm hạnh. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo ấy hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn giảng. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bố Tha Giá. Nó một thời gian cái này là chưa tổng đức thật chọn tất cả quý vị tình à, thưa quý vị à, bài kinh ngày nay có tên là Dhamma Chia Giá Sức Tắc. Nếu quý vị nào mà đi chùa Nam Tông quen đấy, thì quý vị có thể biết đến chữ chê thi giác mà ở Thái Lan họ đọc là chê đi, và bên Thái Lan cũng là chê thi giác. Chê thi giác chỉ cho bảo tháp, và trong Phật pháp ấy, thì có hai cái chữ đi chỉ cho bảo tháp mà chúng ta ít khi phân rõ. Một chữ mà chúng ta gọi là stupa. Chữ stupa này đó, ở trong tiếng Việt Nam chúng ta gọi là phù đồ. Phù đồ tức là cái tháp mà để được xá lợi của Đức Phật, tôn trí xá lợi Đức Phật, hay là thờ xá lợi của các vị A-la-hán hay các bậc cao tăng là stupa. Và trong tiếng Việc của chúng ta thì họ âm cái chữ stupa này là phù đồ. Stupa, đọc stupa là phù đồ. Như là quý vị bị nghe câu mà dù xây chính vật phù đồ không là không bằng là phước cứu cho một người. Chữ stupa là cái tháp mà có chứa đựng di cốt hay là một cái vật kỷ niệm của một vị nào đó. Thì ngoài cái chữ stupa đó thì chúng ta có chữ chetiya. Chetiya là bảo tháp. Thì cái chữ chetiya này được hiểu là một cái đài tưởng niệm, hay là ở đây trong tiếng Anh thường gọi là monuments. Monuments có khi nó không nhất thiết là chứa cái gì ở trong đó. Monument chỉ là cái đài tưởng niệm. Ví dụ như quý vị thấy cái đài dân chủ, đài tưởng dân chủ của Thái Lan, thì họ làm cái hình có những cái tờ, có những cái trang giấy dạng như vậy để chỉ cho cái hiến pháp của Thái Lan. Thì monument, chê tí giá là monument. Thì một cái monument hay một cái chê tí giá không nhất thiết là chứa cái gì ở trong đó, mà chỉ là một biểu tượng, một biểu tượng cho quần chúng chiêm ngưỡng để nhắc nhở cho quần chúng. Chữ Dhammacariya ở đây dịch là pháp trang nghiêm thì cũng hay. Dạ, pháp trang nghiêm hay. Chữ trang nghiêm trong chữ Hán thì cũng hay, nhưng mà ở đây chỉ cho một cái biểu tượng cao quý để nhớ về pháp, gọi là Dhammacariya. Do đó khi mà chúng ta dịch chữ pháp trang nghiêm thì chúng ta cũng nên hiểu một phần nào đó. Nó có cái nghĩa là chỉ sự tôn quý, nhưng mà nó không đủ. Nó không đủ chữ tham ái trên thế giới. Trên thế giới ở đây hiểu như là một cái biểu tượng mà mọi người nhìn vào để nhắc nhở về cái sự cao cả của chánh pháp. Đó là tham ái trên thế giới. Chúng tôi nói như vậy thì chúng ta thấy rằng đôi khi mình nói là pháp trang nghiêm, tức là cái gì mà trang nghiêm, hay là cái sự trang nghiêm của chánh pháp, thì mình hiểu như vậy là hiểu chỉ một phần thôi, một phần của ý nghĩa. Chúng tôi nhắc lại là Dhammacariya ở đây
là một cái biểu tượng cao cả thiêng liêng của Pháp, mà biểu tượng đó nhắc nhở tất cả chúng ta người con Phật và những thế hệ thừa tiếp nhớ rằng chánh pháp cao quý, và chúng ta phải xứng đáng chánh pháp cao quý đó với những cái thể hiện, mà thể hiện đó rất là rõ ràng được nêu trong bài kinh này. Thứ vì có một cái chữ khác mà chúng tôi muốn đề cập đến tại đây rất là tình cờ, đó là chữ Dhammapada. Chữ Dhammapada ở đây là dịch là truyền thống, dịch là truyền thống, con có pháp truyền thống. Nhưng mà thật ra cái chữ có pháp truyền thống ở đây Dhammapada dịch trong tiếng Việt đó, thì nó hơi tối nghĩa. Truyền thống nó không phải là một người, cái gì chữ Dhammapada có nghĩa là lập trường hay là một cái nhận thức cố hữu, đó là một cái quan điểm, và quan điểm đó là quan điểm chắc định, một cái quan điểm rõ ràng, một cái quan điểm rất là mạnh mẽ ở trong lòng, chúng ta gọi là lập trường hay là quan điểm cố hữu. Nghe thì nó gần, nó dễ nghe hơn là chữ pháp truyền thống. Thưa quý vị, chúng ta trở về một chút lịch sử của đạo Phật, là ở trong số hai vị vua đương thời với Đức Phật thì vua Bình Sa Vương Bimbisara nhỏ hơn Đức Phật 4 tuổi. Năm nhà vua gặp Đức Thế Tôn, lúc mà Đức Thế Tôn mới đi xuất gia đó, thì vua Bình Sa Vương năm đó đó là mới có 25 tuổi và Đức Thế Tôn 29 tuổi. Vua Bình Sa Vương là trị vì Sứ Ma Kiệt Đà, và 7 năm trước khi Đức Thế Tôn viên tịch thì lúc đó vua Bình Sa Vương bị đứa con trai cùng là vua A Xà Thế, là Thái Tử A Xà Thế, nghe lời Đề Bà Đa Đa đã xoán ngôi giết cha. Và một vị vua khác cũng đương thời với Đức Phật mà rất sùng kính Đức Phật, đó là vua Ba Xê Na Đí, tức là vua Ba Tư Nặc. Vua Ba Tư Nặc thì lại trị vì cái vương quốc gọi là Cô Xá Lá, chúng ta là Kiều Tát La. Vua Bình Sa Vương á, thì trị vì cái xứ Ba Kiệt Đà, Ma Ca Thá. Và vua Ba Xê Na Đí thì trị vì cái xứ Cô Xá Lá hay là Kiều Tát La. Cô Xá Lá và Ma Kiệt Đà đó là hai quốc gia hùng mạnh hết, hai quốc gia lớn nhất ở trong 16 cái quốc độ thời Đức Thế Tôn còn tại thế. Nhưng mà nói về kinh tế á, thì cái nước Kiều Tát La, nước Cô Xá Lá mạnh hơn, tại vì rộng hơn. Và nói về văn hóa, nói về học thuật thì xứ Ma Kiệt Đà lại rộng hơn. Nhưng những đệ tử Phật mà gọi là những hàng gọi là thượng đẳng, những bậc cao đệ của Đức Phật như ngài Kassapa, ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất, vân vân đều xuất thân từ xứ Ma Kiệt Đà. Còn trong lúc đó thì xứ Kiều Cô Xá Lá, Kiều Tát La đó là một xứ có cái bình nguyên mênh mông, và cái vương quốc của dòng Thích Ca, và vương quốc cái dòng Thích Ca cũng nằm ở trong xứ Cô Xá Lá. Chúng tôi nói như vậy thì ở đây sẵn việc giải thích là ở đoạn cuối quý vị nghe nói tại sao vua Vasena đi nói rằng con là người xứ Cô Xá Lá và Đức Thế Tôn cũng là người xứ Cô Xá Lá, bởi vì Cô Xá Lá đó là một cái đế quốc, đó là một cái vương quốc rộng lớn. Ở trong vương quốc đó có nhiều cái tiểu quốc, như là tiểu quốc của dòng Thích Ca, tiểu quốc của dòng Cô Ly Giá. Và ngoài ra nhà vua cũng cho phép có những cái vùng gọi là đặc sủng, tiểu quốc. Dạ, thành ra quý vị chúng ta nên biết một điều rằng dòng Thích Ca có cái vương quốc, nhưng mà vương quốc này lại không có phải là một vương quốc độc lập tách biệt hoàn toàn, mà vương quốc bên nội và bên ngoại của Đức Phật, tức là dòng Cô Ly Giá và dòng Sắc Giá, dòng Thích Ca đều một cái tiểu quốc, và một tiểu quốc nằm ở trong xứ Cô Xá Lá. Chúng tôi lấy một ví dụ như là chúng ta nghe bên Trung Quốc có cái thời gọi là Đông Châu Lục Quốc, và thời Đông Châu thì mặc dù nhà Châu lúc đó thì yếu rồi,
Nhưng mà nhà Châu lúc đó những nước như là Triệu, nước Triệu, nước Hán, nước Sở, nước Tề vân vân, nó là những tiểu quốc ở trong Đông Châu, vẫn là một chư hầu, nhưng mà nó không độc lập hoàn toàn. Chúng ta giống như ngày nay họ có dùng cái chữ gọi là autonomous, tức là dùng vùng tự trị. Và vùng tự trị tức là bên Trung Quốc có vùng Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông cũng là vùng tự trị. Thì dòng Thích Ca cũng có một vùng dòng tự trị, nhưng mà dòng tự trị đó thì cái vùng tự trị đó vẫn nằm ở trong cái đất nước Cô Xá. Dạ, riêng bài kinh này cũng nhắc cho chúng ta biết một số cái bối cảnh rất là quan trọng. Có nhiều Phật tử không hiểu, nói dòng Thích Ca là một quốc gia. Không phải, dòng Thích Ca là một tiểu quốc nằm ở trong xứ Cô Xá. Dạ, nói theo ngôn ngữ Trung Hoa là một chư hầu, một chư hầu của nước Cô Xá. Trên phương diện mà gọi là quốc độ thì vua Ba Sen Đa Ni cũng là dòng dòng Thích Ca, ấy giờ xin lỗi, cũng là dân xứ Cô Xá, và dòng Thích Ca cũng là người của xứ Cô Xá. Cô Xá chúng ta gọi là Kiều Tát La. Thưa quý vị, ở trong bài kinh này, năm đó Đức Thế Tôn 80 tuổi và vua Ba Sen Đa Ni năm 80 tuổi, là một năm có rất nhiều biến cố. Vua gặp Đức Thế Tôn lần này là lần cuối cùng. Dạ, bởi vì khi mà Đức Thế Tôn ở tại thành Xá Vệ, đó là kinh đô của vua Ba Sen Đa Ni, thì nhà vua rất thường gặp Đức Phật. Nhưng mà sau cái mùa an cư thứ 44 thì Đức Thế Tôn bắt đầu rời thành Xá Vệ, và ngài trở về, ngài đi về xứ Vesali. Cái hạ cuối cùng Đức Thế Tôn là ngài nhập hạ ở tại Vesali. Thì thưa quý vị, nhà vua gặp Đức Thế Tôn không lâu thì nhà vua băng hà, năm 80 tuổi. Vua băng hà trước Đức Thế Tôn khoảng 9 tháng. Và ở trong 9 tháng sau khi nhà vua băng hà đó, thì có một cố là một vị hoàng tử con của nhà vua lên ngôi, tức là hoàng tử Lưu Ly, như chúng ta biết. Và hoàng tử Lưu Ly vì một cái nỗi nhục riêng đã đem quân đi đánh xứ dòng Thích Ca và làm một cuộc thảm sát. Và đó là một câu chuyện mà khác mà chúng ta nói. Tất cả đều xảy ra trong cái năm cuối cùng của cuộc đời Đức Thế Tôn. Thì lúc bây giờ là Đức Thế Tôn đã rời khỏi Xá Vệ, và lần đó là lần sau cùng ngài không có trở về Xá Vệ nữa, mà ngài sẽ đặt chân đến Vương Xá, nhập hạ ở Vương Xá, rồi từ đó ngài đi về Vesali, rồi từ Vesali ngài đi trở về lại Kushinara, nơi mà ngài viên tịch Niết Bàn, ở trong những cái tháng ngày cuối cùng của Đức Thế Tôn. Thì vua Ba Sen Đa Ni cũng đang kinh lý ở gần đó, và có lẽ giờ vua cảm nhận được rằng Đức Thế Tôn đã rời Xá Vệ và ngài không bao giờ trở về Xá Vệ nữa. Có lẽ như vậy, một cái linh cảm nào đó. Và nhà vua cũng có, chắc có lẽ nhà vua cảm nhận rằng với cái tuổi già sức yếu của mình, mặc dù chúng ta đọc ở trong bài kinh này thì nhà vua vẫn đi, vẫn mang theo cái gươm, thanh gươm của mình, tức là cũng còn tương đối khỏe, nhưng mà đã già rồi. Thì thứ gì, nhà vua nhớ Đức Phật, nhớ nhớ thật sự. Nếu vị nào mà đọc ở trong Tăng Chi Tương Ưng Bộ á, thì có một cái phẩm gọi là Tương Ưng Ba Tư Nặc hay Tương Ưng Ba Sê Nát Đi. Và rải rác đó đây á, thì có rất nhiều bài kinh mà nhà vua thường đến gặp Đức Thế Tôn. Khi mà Đức Thế Tôn mới được ông Cóc Cô Độc thỉnh về Xá Vệ, thì nhà vua đã đi qua lại mấy nước thì biết tình xá. Và trong kinh ghi lại rất nhiều cuộc gặp gỡ, đối thoại. Và có những lúc nó có những chuyện rất là riêng tư. Ví dụ như nhà vua ăn quá nhiều, ăn quá no, Đức Thế Tôn cũng nhắc nhở. Thì thưa quý vị, chúng ta phải nói một điều rằng Đức Thế Tôn là một bậc chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà riêng đối với vua Ba Tư Đạt á, thì ngoài cái sự kính trọng nơi Đức Phật, thì nhà vua có một cái sự thương kính. Chúng ta tạo gọi là thân tình. Chúng ta không thể dùng cái chữ thân tình mà để nói về Đức Phật được. Nhưng mà nhà vua lại luôn luôn vừa kính mà vừa thương Đức Phật. Cái tình thương nó lạ lắm.
Thì thưa quý vị, có lẽ nhờ vua cảm nhận rằng mình đã sẽ không sống lâu nữa ở tuổi 80 rồi, và nhà vua nghe Đức Thế Tôn đang trên đoạn đường đó, du hành ở đó, thì nhà vua quyết định đến thăm và đảnh lễ Đức Thế Tôn. Chúng ta nên ghi nhớ là, chúng ta nhắc ở đây là nhà vua bây giờ vẫn là một cái vị một vị quân vương, trị vì một vương quốc lớn nhất ở Trung Ấn thời đó, mạnh nhất Ấn Độ thời đó, đó là vương quốc Kiều Tắc La. Và nhà vua đã đi đến chỗ Đức Thế Tôn và Chư Tăng, đã hỏi là Đức Thế Tôn ở đâu. Và ở đây có hai điều mà chúng ta nên nhắc để mà chúng ta nhớ. Dạ, chúng ta nhắc để mà nhớ, đó là khi mà nhà vua đi đến gần chỗ Đức Thế Tôn, gần chỗ Chư Tăng, thì nhà vua không đi bằng ngựa, mà nhà vua đi bằng đi chân không. Dạ, đi chân không, đó là bày tỏ sự tôn kính. Bây giờ thì thưa quý vị, người ta ít có để ý đến chuyện đó, chỗ nào đậu xe được thì đậu thôi. Nhưng mà ngày xưa thưa quý vị, ngay cả các vị vua Bình Sa Vương, vua Ba Tư Nặc, nhà vua chỉ là đi kiệu hay là đi ngựa, nhưng khi đến gần chỗ Đức Phật thì không có đi như vậy, mà bày tỏ lòng tôn kính, tức là giữ một khoảng cách xa. Và khi mà nhà vua đến chỗ Đức Phật và hỏi thăm biết chỗ Đức Phật chỗ đó, đó thì nhà vua không có làm theo cái cách gọi là tiền hô hậu, mà nhà vua cùng với một vị cận vệ đã đi đến gần chỗ Đức Thế Tôn, đã đò ngó cửa. Và một vị quân vương mà làm như vậy, tức là biểu thị cái sự tôn trọng, tôn quý, sự tôn trọng đặc biệt đối với Đức Phật. Nhưng mà trước đó nhà vua đã cởi cái thanh gươm của mình trao cho cái vị quan cẩn thận, tức là người cận vệ đó, trao cho vị đó. Khi mà nhà vua bước vào gặp Đức Thế Tôn không mang theo võ khí, mặc dù ngày xưa thưa quý vị, những cái vị vua chúa thường mang gươm theo để phòng vệ, những lúc mà bị người ta phản bội thì mình có cái gì để mình có cái vũ khí trong tay. Nhưng mà đặc biệt nhà vua bước vào gặp Đức Thế Tôn thì bày tỏ cái lòng tôn kính bằng cách là trao cái thanh gươm lại cho cái người cận vệ của mình. Thì quý vị, nhà vua không có làm cái cách của một vị vị vua thường đi đâu á, là có một người đi trước để hô to rằng hoàng thượng giá lâm chẳng hạn, không có như vậy. Mà ở đây nhà vua chỉ gõ cửa giống như là một đệ tử, một người khách nhỏ đến để gặp Đức Thế Tôn. Và trên đây thì đáng lẽ chúng tôi nói ở đoạn cuối, nhưng mà vì chúng tôi nói ở đoạn này rồi nên Chúa đã sẵn nói luôn, là nếu quý vị để ý trong cái đoạn kinh cuối cùng có một cái câu là vua Ba Tư Nặc đảnh lễ Đức Thế Tôn, thân hữu hướng vai tinh hữu hướng về ngài rồi ra đi. Cái câu vai tinh hữu hướng về ngài đó là câu mà chúng ta phải để ý, là theo cái phong tục người Ấn Độ đó, giống như Chư Tăng chẳng hạn, khi mà đến chỗ nào một ngôi chùa thì thường là tháo y ra, hay vì trùng kính mình đó, thì để lộ cái tay phải, và đổ lộ tay phải, cái tay phải là cái tay trần trụi như vậy đó, để bày tỏ cái sự tôn trọng. Thưa quý vị, ngày xưa đó thì người Ấn Độ họ mặc cái áo giống như Chư Tăng vậy đó, cái áo trùng. Nếu mà ở trong mà có dấu gươm, dấu giáo thì ta thấy rõ. Do đó, cách mặc y sát người và để lộ cái tay phải chứng tỏ là mình không có dấu cái gì. Đó là một điểm. Nhưng mà có một điểm khác nữa mà chúng ta nên biết trong cái văn hóa Ấn Độ đó, là người ta rất kỵ đưa cái lưng hướng về cái người mà mình tôn kính. Quý vị nhớ là mình kính trọng ai, không phải mình đi ra rồi mình đưa cái lưng mình về người đó. Ngày nay quý vị qua bên Tích Lan chẳng hạn, người ta vẫn còn giữ cái phong tục này. Nếu mình đứng chụp hình đó, mà mình đưa lưng về tượng Phật đó, là một điều rất là bất kính. Thật ra mình sang Tích Lan không bao giờ đứng trước bàn Phật đưa cái lưng về hướng về Đức Phật hết. Thì nếu mà không đưa cái lưng hướng về Đức Phật mà mình đưa cái lưng ra bên ngoài, làm sao thấy đường đi ra? Vậy quý vị thấy không? Dạ, mình đâu thể nào mình bước lùi mà mình không biết ở sau lưng là cái gì. Thành ra thường rất
đến cái chỗ nào mà tôn nghiêm người ta bước nghiêng, bước nghiêng tức là cái vai bên phải của mình đó thì hướng về Đức Phật, vai phải hướng về sự tôn kính, và mình đi mình không biết tôi nói cái gì hiểu không, tức là mình bước ngang rồi, giờ mình bước ngang, mình không bước, mình không không quay lưng ra bên ngoài mà cũng không có quay lưng vô bên trong, mà mình đứng ngang người, gọi là thân bên, vai bên hữu hướng về Ngài. Chúng tôi nói về quý vị có hiểu không vậy, tại vì chúng tôi không có diễn tả được. Dạ thì không có quay lưng ra cũng không quay lưng vô, mà xoay cái vai ngang, dạ là bước ngang, và bước ngang, bước 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 theo cái vai vai của mình, bước ngang để đi ra, đó là gọi là thân bên hữu hướng về Ngài. Thì thưa quý vị, một cái người mà thể hiện cái nghĩa, cái thái độ như vậy là thái độ cung kính theo bình thường, nhưng mà với nhà vua đó và làm như vậy đó là một sự cung kính tuyệt đối. Quý vị như với nhớ nhà vua không có làm chuyện đó, nhà vua đó là khi nào mà đi đâu hãy quay lưng ra là đi, chứ không cần biết ở sau lưng mình đã là ai. Nhưng mà với vua Ba Tư Nặc thì không phải như vậy. Thật ra cái cách mà nhà vua đến gặp Đức Phật và cách nhà vua từ giã Đức Phật đó, là thể hiện cái lòng cung kính. Nhưng mà trong trường hợp này á, thì nhà vua lại làm một cái nghĩa cử, mà một cái cử chỉ mà chúng ta không tưởng tượng được, đó là nhà vua vào đánh lễ và hôn nhân Đức Phật. Dạ. Ngày nay người Tây phương đó, họ có một cái cách mà họ gọi là lịch sự với người phụ nữ, là người đàn ông hôn cái bàn tay của người đàn bà, hay là những cái vị hồng y đến gặp Đức Giáo Hoàng là hôn cái tay của Đức Giáo Hoàng. Cái cử chỉ hôn này không phải là người Ấn Độ hôn bằng miệng, thưa quý vị. Nếu quý vị nào sang bên Ấn Độ và sang bên Tích Lan á, thì người ta làm như vậy là người ta lấy cái bàn tay của họ, họ rờ vào bàn chân của mình, và họ đưa sau khi họ lấy bàn tay, họ rờ bàn chân rồi, họ lấy cái tay đó họ rờ vào cái trán của họ, đó gọi là hôn chân. Cái này thì cũng hơi khó nói, tại vì quý vị nào sang bên Tích Lan quý vị mới biết, tức là họ lấy bàn tay của họ, họ rờ vào cái chân của mình, của vị sư. Ví dụ một cái lính đảnh lễ vị sư, họ lấy bàn tay họ rờ vào chân và lấy cái đó họ đưa lên đầu. Thì cái nghĩa cử đó đó ở trong kinh gọi là gieo năm bốc trần vi đảnh lễ, hay là con xin làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật. Làm lễ vi trần á, tức là cái hạt bụi ở dưới chân của Ngài đó vẫn là cao quý hơn con. Đó là một cách diễn tả tột độ. Và vi trần tức là hạt bụi, cái bụi ở dưới chân của Đức Phật mà mình còn thấy cao quý á, thì đừng nói chi là Đức Phật. Đó là cái ý nghĩa như vậy. Thật ra khi mà mình đến một cái chỗ tôn kính, nhất là mình tôn kính một vị trưởng lão, ví dụ chúng tôi đến đảnh lễ vị trưởng lão, thì chư tăng bình thường là lại thôi. Nhưng mà có những trường hợp mà có những người bày tỏ tôn cung kính, nhất là những người nam, họ lấy cái tay họ đụng lên cái bàn chân của vị trưởng lão, và họ lấy cái chân đó đó, lấy bàn tay đó họ soi lên trán họ một chút. Dạ, ý muốn nói rằng dạ, cái hạt bụi ở dưới chân của Ngài là vẫn cao quý hơn con nữa. Dạ, con, đó là bày tỏ sự đảnh lễ Ngài. Chứ không phải là nhà vua hôn chân Đức Phật. Nhà vua hôn chân Đức Phật có nghĩa là lấy cái miệng hôn chân Đức Phật, không phải vậy. Dạ. Chúng ta nên biết một chút về cái này nó thuộc về văn hóa, chứ phải có đi Ấn Độ thì chúng ta mới hiểu được những điều này. Dù là vấn đề rất là bình thường, nhiều người đã đảnh lễ Đức Thế Tôn như vậy, nhưng mà vua Vasenadi là một vị vua, và là một vị vua. Thật ra thì theo trong Bút Thất Quan Sát thì nhà vua sẽ trở thành một ở trong 10 vị Phật tổ kế chức, và 10 vị Phật tổ từ kế tiếp mà có dịp chúng ta sẽ nói. Tức là vua Vasenadi thật ra là một vị đại Bồ Tát, sẽ trở thành vị chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Nhưng mà kiếp này nhà vua gặp Đức Phật thì chỉ là vua thôi. Và Đức Phật thì hỏi rằng tại sao nhà vua lại có một cái cử chỉ thân ái như vậy. Đức Phật Ngài không có hỏi cho có hỏi đâu, thưa quý vị.
Và ở đây đó thì nhà vua nói một điều rằng con có những cái nhìn cố hữu về Đức Thế Tôn. Dạ, cái nhìn gọi là Dhammavaya, hay là con có cái nhận thức thức và kiên định về Đức Thế Tôn. Tức là một nhận thức đó nó luôn luôn là như vậy, lúc nào cũng vậy. Dạ, con lúc nào cũng có cái nhìn về Ngài. Dạ, như vậy. Và nhà vua đã nói lên những cái gì mà nhà vua thấy về Đức Thế Tôn. Ở đây chúng ta phải nói thêm một điều rằng trong cái cách phát biểu cảm tưởng đó, thì ai cũng có ý kiến được, ai có cảm tưởng được. Nhưng một người mà có tiền đó, họ có một cách nói khí khái, khẩu khí của người có tiền. Một người có quyền đó, thì đối với khẩu khí của người có quyền. Một vị vua, một cái người mà có cái tầm nhìn, một cái người mà trăng dân trị nước đó, thì cái nhận định đó, nó phải trên thiên hạ hay khác với thiên hạ. Thật ra cái nhìn của vua Vasenadi đó, cái mà chúng ta phải để ý, chứ nhà vua phải là một con người tầm thường. Người tầm thường đó thì cái nhìn, thí dụ như bây giờ mình thích ông A, thích bà B hay gì đó thì mình ca ngợi, và mình ca ngợi thì cái ca ngợi đó nó là một cái ca ngợi của một cái người bình thường. Nhưng ở đây là một người trí thức, một vị vua, một vị mà chăn dân trị nước thì cái khẩu khí nó khác. Nói khẩu khí thì chúng ta nhớ rằng có nhiều khi như là vua Lê Thánh Tôn mà chúng ta nghe nói bài thơ về cây cây chổi đó, nhà vua viết về cây chổi mà cũng có khẩu khí của thiên tử nữa. Dạ, thì một vị thiên tử, một vị vua đó có một cái khẩu khí riêng. Là ở đây chúng ta phải nhận rằng nhà vua có cách nhìn, và cách nhìn này thì nó là một cái nhìn mà chúng ta là người học Phật thì chúng ta thấy rằng có cái nhìn tương đối rất là đặc biệt, mà nhà vua gọi đó là Dhammavaya, tức là một cái nhìn cố hữu. Thì ở đây nhà vua đề cập đến một cái yếu tố đầu tiên là do sự quan sát của mình. Nhà vua thấy rằng có rất nhiều vị tu sĩ ngoại đạo đó, cái lúc mà thời kỳ nào đó tu tập tương đối tốt, giới hạnh tốt, nhưng mà khi đã nổi tiếng rồi, khi đã có cái sự nghiệp rồi đó, mình gọi là khi mà có danh có vợ lợi rồi đó, thì đời sống khác đi. Nhưng mà đệ tử Phật mà những người gọi là có tu thật sự đó, thì cái lúc mà bình thường thì cũng vậy, một lúc nổi tiếng thì cái đời sống nó cũng vậy, chứ không có xa hoa nhiều hơn. Đây là một cái đặc điểm. Có nhiều khi thưa quý vị, chúng ta không có để ý đến điểm này, là có những người nào đó họ sống với một giá trị cao quý, tới khi mà họ có danh tiếng, có lợi lộc rồi đó, có danh có lợi thì họ đổi lối sống của họ đi. Cái người trúng số thì không nói, nhưng một vị tu sĩ như vậy đó là thất bại. Tại vì sao vậy? Một vị tu sĩ mà được quần chúng cung kính á, là do cái giới hạnh á, mà sau này có danh có lợi rồi đó, mà không còn đời sống không đời sống thanh hạnh, không đời sống giản dị nữa đó, thì có vấn đề. Tức là mình tự mình đi ngược lại với chính mình. Nhiều vị giáo chủ như vậy. Chúng tôi có một cái chuyện mà ngày xưa chúng tôi thấy rất là đáng khoan hỷ, là năm 90 chúng tôi sang Thái Lan ở chùa Ngài Chanh Sa, thì chúng tôi gặp rất nhiều vị trưởng lão, rất nhiều vị trưởng lão. Các vị đó có cái sự kính mộ rất lớn của những người quần chúng, nhưng mà mỗi ngày thì các vị đều đi khất thực và đều sống rất là đơn giản, rất là giản dị, một cái đời sống mà giống như là thời mà các vị mới bắt đầu được người ta biết đến hay là người ta chưa biết đến. Thì cái tính cách nhất quán của cuộc sống như vậy đó, nó nói lên một điều rằng mình sống vì những giá trị thực sự, chứ không phải là vì những giá trị nhất thời. Cái giá trị nhất thời đó là một khi mà mình đã có danh lợi, có được cái cung kính, lợi dưỡng, cúng dường, thì mình thay đổi,
Nhưng mà không, những vị này sống bằng giá trị của chánh pháp chứ không phải bằng giá trị danh lợi thật. Đó là điều đầu tiên mà nhà vua cảm nhận được từ những đệ tử Phật. Và chúng ta nhớ rằng Đức Thế Tôn khi mà ngài 80 tuổi ngài vẫn đi khất thực, tôn giả Xá Lợi Phất cũng vậy, tôn giả Ma Ha Ca Diếp cũng vậy, tôn giả Mục Kiền Liên cũng vậy. Đời sống của các ngài trước sau như vậy không có thay đổi. Thì cái lối sống của một vị sa môn, đúng nghĩa sa môn đó, là cho dù danh lợi tới đâu đi nữa thì ngài vẫn giữ như vậy. Chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngài ở Kỳ Viên Tịnh Xá, ở thành Xá Vệ đó, ông Cốc Cô Độc là một người giàu có nhất ở trong thành. Vua Ba Tư Nặc là vị vua được cung kính đảnh lễ Đức Phật. Nhưng mà Đức Phật khi ngài về thành Xá Vệ sống như thế nào thì năm cuối cùng ngài ra đi ngài sống như vậy, chứ không phải là ngài tổ chức một cái ban vì tam bảo rồi có một cái ngân quỹ dồi dào rồi làm sao để sống đời sống sung sướng thì không làm như vậy. Đó là một cái đặc điểm mà vua Vasinadi đã nhìn thấy Đức Phật và chư tăng. Thứ vì một cái điểm thứ hai là vua Vasinadi thấy rằng dĩ nhiên là sống chung của cái đời sống của các vị tỳ kheo ni có những khi cũng có những cái tranh luận nhưng mà nó nhỏ và nó không phải là điểm tối bật. Một cái đặc điểm mà một đệ tử Phật đúng nghĩa là một đệ tử Phật đó là không có thích cái chuyện mà lời qua tiếng lại hay là đã phá đồ này chống phá đồ kia. Điều đó nó không có xứng đáng đệ tử Phật. Nếu mình là người thật sự tu Phật, thật sự có giá trị chánh pháp thì mình sẽ quý trọng những giờ phút im lặng ngồi niệm hơi thở, quý trọng những giờ phút im lặng ngồi nghe pháp, quý trọng những giờ phút im lặng để có thời giờ học lời Phật dạy hơn là cái chuyện mà lời qua tiếng lại. Bởi vì cái cộng đồng Phật tử người ta thường nói là một cộng đồng yên lặng, the quiet community. Nếu một người Phật tử mà có tính cách là manh động đó, thì nó không đúng nghĩa Phật tử đâu. Cái sự manh động không đúng nghĩa, không phải là cái chuyện Phật giáo đâu. Cái thứ vài năm thứ vì có một cái chuyện xảy ra ở tại Houston là có một ngôi chùa khác ở tại đây có một cái đi vào một cuộc kiện tụng đã phá rất là mạnh mẽ ngôi chùa Pháp Luân mà chúng tôi đang ở đây. Thì ngôi chùa đó bị đưa lên TV, đưa lên báo chí, hầu như tuần nào cũng lên nói như vậy hết. Và có nhiều Phật tử thì các vị lại muốn chúng tôi phải lên tiếng. Nhưng mà chúng tôi thưa quý vị như vậy là những lúc đó chúng tôi lại nhớ những cái lời dạy ở trong kinh đó, là một khi mà vua chúa cãi lộn với vua chúa, thương buôn cãi lộn với thương buôn, sa môn cãi lộn với sa môn, bà môn cãi lộn với nó chẳng đẹp đẽ gì hết. Và nó đẹp đẽ. Quý vị nhớ là chùa chiền, chùa kiện, chùa chiền, nhà sư kiện, nhà sư chửi qua chửi lại chẳng đẹp đẽ gì hết. Dạ, mình có nói thêm, mình có tranh luận thêm thì chỉ là bôi cho các trấu lên Phật giáo thôi. Chứ thật sự mình chẳng có chuyện gì. Thành ra chúng ta lựa chọn cái con đường im lặng mặc dù có nhiều người không có đồng tình như vậy. Thật ra thì mọi việc rồi nó cũng qua, mọi việc cũng qua. Nhưng mà rốt cuộc rồi cái sự im lặng của mình đó, nó lại ít có gây cái tổn thương hơn. Mặc dù có nhiều người họ cũng công kích mình, có nhiều người họ cũng ghét mình, nhưng mà chuyện đó phải nó phải là vấn đề đó. Cái vấn đề chính của cuộc sống của mình đó là mình nên ý thức rằng mình là người con Phật mà lao vào những cái tranh chấp, những cái thù oán, những cái lời qua tiếng lại đó, nó không có lợi lạc gì. Dạ, bởi vì thấy trong cuộc đời này mình một buổi sáng thức dậy mình có 24 giờ. Nếu 24 giờ đó mà mình dùng được 5-3 phút để mình theo dõi hơi thở, nó có lợi hơn là mình đi hơn thua với người khác. Thì ở đây vua Ba Tư Nặc đã nói rằng nhà vua đã quan sát thấy rằng đa số các đệ tử Phật đó, dạ, cái đệ tử Phật đó là không sống trong cái quan niệm gọi là xô xát đục tranh chấp với nhau. Chúng ta tạm gọi sống với cái quan điểm vô tranh. Vô tranh ở đây tức là không có lấy cái chuyện hơn thua làm chuyện quan trọng, kể cả trong quan điểm, trong cái lời nói ở trong cái giáo lý.
người con Phật á, mà đặt nặng vấn đề hơn thua là chúng ta thất bại. Và hơn thua nó là vấn đề của ngã mạng, hơn thua nó là vấn đề của cái của kiêu mạng. Thế Đức Phật từng dạy chúng ta sống là nơi quan điểm là đó không phải là của ta, không phải là ta, không phải tự ngã của ta. Dạ. Nếu mà mình giỏi đó, nếu thật sự mà mình giỏi đó, thì làm sao mình im lặng? Mà nếu im lặng được như chiếc chuông bể mà Đức Phật dạy thì càng tốt nữa. Tại vì sao vậy? Tại vì điều ở đời quan trọng là sự tu tập, chứ không phải là quan trọng sự hơn thua đâu. Nên ở đây vua Pasenadi đã thưa với Đức Phật rằng con cảm thấy hoan hỷ khi mà chư tăng đệ tử Phật không có ở trong cái trường hợp là tranh chấp đấu khổ đấm đá với nhau như là các vị Bà La Môn gia chủ Phật. Và có một cái điểm thứ ba mà nhà vua đề cập đến, và đây là điểm rất là thú vị, đó là nhà vua thấy những cái vị tu sĩ ngoại đạo, ngay cả những vị mà tu theo hạnh rất là khắc khổ, nhưng mà rồi nếu mà quan sát cho kỹ thì đời sống của các vị đó luôn luôn là bất an, đời sống không an lạc về thân lẫn tâm. Và nhà vua thấy rằng chư tăng có cái đời sống tự tại, và tự tại giống như con thú rừng. Ở đây cũng có nghĩa là có khi gọi con nai cũng được, con thú rừng cũng được. Nhưng mà như vậy là con thú sống trong rừng sâu, thưa quý vị, là sống theo nếp sống của mình, sống trong môi trường của mình, sống tự tại. Cái này là cái quan trọng. Một cái người tu tập đúng nghĩa không phải là cái người mà hơn hoặc thua với cuộc đời, có địa vị danh vọng, mà người tu tập là người có giữ được cái sự tự tại ở trong cảnh giới tu tập của mình hay không. Tự tại là thế nào? Là ở bên ngoài người ta giàu là chuyện của họ, người ta nghèo đó là chuyện của họ, người ta hơn cũng là chuyện của họ, người ta thua cũng là chuyện của họ. Và một vị tu sĩ đúng nghĩa là vị sống trong cái bản địa của mình, sống trong cái nếp sống thanh tu của mình, sống trong cái pháp học pháp hành của mình. Những điều đó nó phải có đủ để chúng ta an lạc, và sự an lạc đó phải là vượt thoát. Thật ra thì bây giờ người ta hay quan trọng là vị tu sĩ phải có chùa to, vị tu sĩ phải có địa vị, phải có học vị thế này thế khác. Nhưng mà một điều mà một vị tu sĩ có thể cống hiến cho thế gian được đó là một cái nếp sống nội tại, một nếp sống nội tại mà đủ vững, đủ an lạc, đủ nhẹ nhàng, ít có phiền não. Thì Đức vua Pasenadi đã nhìn thấy điều đó ở những đệ tử Phật. Bởi vì sao? Những vị này chuyên tâm hành trì, và những vị này sống tự tại, an lạc, mặc dù ngủ ở dưới cội cây, mặc dù ăn thức ăn khất thực, mặc dù mặc y phấn tạo, hay là một cuộc sống mà với nhu yếu rất là hạn chế, nhưng mà tâm vị này an lạc. Chúng ta nếu mà qua bên Ấn Độ đó, mà quý vị đi, và quý vị đỡ đi Ấn Độ mà đặc biệt ra sông Hằng, thì quý vị thấy những cái vị tu sĩ của Ấn giáo đó, thưa quý vị, họ làm đủ cách hết. Có những vị thì rất là khắc khổ, dơ dáy, và có những vị rất là giàu có, những cái vị guru rất là giàu có, gọi là giàu có cung kịch. Rồi có những vị tu sĩ sẽ gầy còm dơ dáy. Phật pháp thì dạy chúng ta, Đức Phật ngày không dạy mình là phải sống lõa thể, phải sống dơ dáy hàng ngày, mà ngày dạy một cái sống phải giữ vệ sinh tối thiểu. Nhưng mà ngày cũng dạy đừng sống xa hoa, đừng để sống cùng xa cực sĩ, để sống xa sĩ. Cái đời sống trung đạo đó nói lên một cái nó tạo nên một cái hình ảnh. Hình ảnh đó là hình ảnh an lạc, hình ảnh đó là một cái hình ảnh rất là nhẹ nhàng, rất là tự tại của các vị tu sĩ. Mà vua Pasenadi ở đây nó sống tự tại như con thú trong rừng vậy đó, thú rừng đi lại trong cảnh giới của mình. Thưa quý vị, một pháp thứ tư mà nhà vua xem đó là một cái nhận định cố hữu, đó là
cái lòng cung kính, tôn quý đối với Pháp. Sự tôn trọng này nói lên một cái đặc điểm ở trong nền văn hóa Phật giáo. Ví dụ như là chúng ta về các quốc gia Phật giáo đó, ở đây là cái mà mình để ý. Và khi mà nói đến điểm này đó, thì thưa quý vị, chúng tôi suốt đời biết ơn sư trưởng. Sư trưởng đã dạy cho chúng tôi khi mà còn bé vào chùa để mà tu tập đó, thì đã biết tập cái đức tôn trọng này. Ngày nay chỉ quý vị, chúng tôi thấy rằng về điểm này nó hơi kém ở nhiều vị tu sĩ về sau. Tại các quốc gia mà có một cái nền phát triển về văn hóa cao đó, người ta có được những cái thái độ như là đi vào đám tang hay đi vào chỗ làm lễ thì ít nói chuyện, hay nói chuyện rất khẽ, nói chuyện rất nhỏ, giữ sự trang nghiêm. Và cũng một phép lịch sự đó là người ta không có ngắt lời người khác, người ta không có cướp lời người khác, người ta nói một cách rất là lịch sự. Mình nói thì người khác nghe, rồi người khác nói thì mình lắng nghe. Và ở đây trong trường hợp này thì chúng ta nói đến cái lòng tôn kính đối với các vị trưởng lão đối với Phật, và đặc biệt là đối với Đức Phật. Nếu quý vị nào mà về các quốc gia Phật giáo đó, thì quý vị có thể thấy được ba hình ảnh này. Một hình ảnh thứ nhất là khi nào quý vị đến chùa vào dịp lễ Bồ Tát, lễ Bồ Tát hay là tụng giới, chư tăng học trở lại, có khi có chùa có cả trăm vị, mà cái vị trưởng lão thì ít có tụng giới lắm, thưa quý vị. Vị trưởng lão thường là tại vì tụng cái đó mệt, vị trưởng lão ngồi lắng nghe. Nhưng mà một vị tụng giới thường là những vị trẻ, nhỏ hơn là vị trưởng lão. Nhưng mà khi tụng giới đó, thì người ta trải một cái chỗ ngồi cao hơn hết, ngay lúc đó chỗ ngồi cao hơn hết, để mà vị tỳ kheo trẻ đó lên ngồi cho nó tụng giới. Và tất cả chư tăng đều chắp tay, một hình ảnh rất là đẹp. Bởi vì sao? Nó giống như trong một quốc gia mà người ta có đủ cái sự tôn trọng đối với hiến pháp, thì ở trong tăng á, khi mà chư tăng tụng giới bộ, thì dù là vị đó là vị trẻ nhưng mà vẫn đặt lên chỗ ngồi cao trọng. Rồi quý vị thấy một điểm như vậy là thường chư tăng đó bị nhỏ đảnh lễ, bị lớn, nhưng mà khi lên thuyết pháp đó, thì các quốc gia Phật giáo Nam Tông luôn luôn là một cái pháp tòa. Pháp tòa là chỗ vị pháp sư ngồi. Có thể là một vị tỳ kheo trẻ thuyết pháp, nhưng mà pháp tòa vẫn cao hơn của các vị trưởng lão. Không phải là làm như vậy có nghĩa là lên là pháp sư rồi mình cao hơn vị khác, nhưng mà đó là sự tôn kính đối với pháp. Chúng ta nhìn cái pháp tòa đó, chúng ta hiểu là đó là một cái nếp văn hóa rất là đặc biệt. Và như chúng tôi còn nhỏ, bây giờ thì các vị tỳ kheo không để ý, nhưng mà khi mà chúng tôi ở gần các vị trưởng lão, trừ một vài trường hợp thôi, các vị lôi lên thôi khi chụp hình á, thì chúng tôi vẫn đứng sau một bước, chứ chúng tôi không chụp hình đứng ngang các vị. Mà khi đi chúng tôi cũng không có đi ngang, luôn luôn đi sau các vị trưởng lão. Và cái lòng cung kính đó, nó có cái giá trị như vậy. Không phải là mình cung kính là vì mình sợ cái vị đó, mà cung kính ở đây tức là mình biết có lớn có nhỏ, đặc biệt là tôn kính với Đức Phật. Và người Việt Nam mình có một điểm mà hơi tệ, chúng tôi nói điều tệ là Phật tử vào trong chánh điện á, lúc tụng kinh tụng mà bình thường mà nói chuyện ồn ào lắm. Chúng tôi đi nhiều chùa, chúng tôi thấy trường hợp như vậy. Thì riêng đối với các quốc gia Phật giáo đó, nói chuyện là nói ngoài sân, nhưng đã bước vào trong chánh điện thì mọi người im lặng, rất là im lặng, nói rất là nhỏ, rất là khẽ. Cái đó là cái thể hiện cái lòng tôn kính, chứ không phải chờ tới giờ làm lễ rồi mà mới im lặng. Mà lúc bình thường chỗ đó là chỗ nơi thờ Phật,
giống như Đức Phật ngồi đó, mình vào bằng sự tôn nghiêm, không cười, không nói, một cách thiếu tôn kính. Thì thưa vị, thời Đức Phật còn tại thế cũng vậy, và bây giờ cũng vậy, các quốc gia Phật giáo đó thường hay giữ một thái độ tôn nghiêm. Nhà vua nói rằng nhiều lúc nhà vua đang sự kiện đó mà có những người họ ngắt lời, họ ngắt lời vì họ cảm thấy oan ức, hay họ ngắt lời tại vì họ nghĩ họ quá gần với nhà vua. Nhưng mà đệ tử Phật thì không. Đệ tử Phật khi Đức Thế Tôn nói gì, các vị im lặng. Và rồi thưa quý vị, một điểm khác đó là nhà vua cũng nhận thấy rằng có rất nhiều người trước khi mà họ gặp Đức Phật thì họ nghĩ rằng họ sẽ đến để họ tranh luận với Đức Phật và để chất vấn. Nhưng khi đến gặp Đức Phật, nghe Phật thuyết pháp thì họ rất là hoan hỷ, và pháp thoại của Đức Phật như là những giọt nước cam lồ mang lại cái sự mát mẻ, lợi ích, hoan hỷ cho những vị này. Những vị này họ không có cái tranh chấp như vậy. Và rồi nhà vua cũng nêu thêm một điểm là nhà vua nhận thấy rất là nhiều những cái vị thiện gia nam tử, những vị trí đó, mà họ nghĩ rằng họ là những vị có kiến thức cao rộng, là người có học vị, có địa vị, thậm chí có cái công phu tu hành nữa. Và khi họ đến gặp Đức Phật thì họ nghĩ rằng họ sẽ thắng Đức Phật, họ sẽ hơn Đức Phật. Nhưng mà chẳng những khi họ đến gặp Đức Phật, không những họ chỉ được cảm hóa mà họ còn xuất gia trở thành những đệ tử Phật. Và điều này được ghi nhận trong rất nhiều kinh điển, rất nhiều nhân vật. Và sẽ ghi nhận như vậy đó, để lại cho chúng ta rất nhiều bài kinh. Những bài kinh Đức Thế Tôn đã thuyết pháp cho họ phát tâm hoan hỷ. Đối với quý Phật tử thường thì nhiều khi mình đọc những câu chuyện đó nghe như một giai thoại. Nhưng mà với cá nhân chúng ta, những cái năm tháng sống được đọc kinh, nhất là Trung Bộ, hay là đọc thẳng vào trong kinh đoạn đó, thì hình ảnh của các vị luôn luôn là một cái nguồn khoan hỷ, một cái nguồn một cái suối nguồn của hạnh phúc. Khi đọc vào, mình nhìn thấy rằng có những con người mà cuộc sống của họ là tạo, là tà kiến, là một đời sống mà chấp sai, chấp lầm đủ thứ chuyện hết. Nhưng khi đến gặp Đức Phật, Đức Phật đã khai thị, Ngài đã cho những vị đó có những cái cảm nhận rất là sâu sắc về giáo pháp, về cuộc sống, và những vị đó được khoáng diệt, các vị tự khoáng diệt bản thân của mình. Nên đó là hình ảnh rất đẹp, một cái thời mà chánh pháp cực thịnh, được Đức Thế Tôn Ngài tiếp lưu những giá trị cao cả cho cuộc đời này. Thật ra nhà vua cảm nhận được điều đó. Và thưa quý vị, chúng ta cũng nghe nhà vua kể về một cái này nó có tất cả là cá nhân. Dạ, yeah. Cá nhân tức là có hai vị quan gọi là rất gần, gọi là quan. Cái quan này thì làm cái công việc thực ra nó không có gì quan trọng, gọi là giữ ngựa. Giữ ngựa sao là quan được, nhưng cái người giữ ngựa trên nhà vua là người rất là thân, rất là gần, giống như là Sa Nặc đối với Thái Tử Siddhartha, đối với Đức Bồ Tát vậy đó, rất là gần. Và những người gần thân thì nhà vua trong cái chức nào đó, dù cái chức đó chỉ chức giữ ngựa thôi, giống như Thầy Thiên được chức Bạch Mã Ôn vậy đó. Nhưng mà một cái chức quan gọi là quan giữ ngựa, tức là chỉ có giữ ngựa với nhà vua. Những người này phải rất gần, phải rất hiểu rõ ý nhà vua, phải rất là thân tín và được nhà vua hậu hỷ, tại vì họ là tận bề mà, họ không thể phản vua được, họ hưởng bổng lộc rất nhiều của nhà vua. Nhưng mà vua Ba Tư Nặc thì có để ý một chuyện là hai vị Isiddhartha và Purana là những người có cái niềm tin ở Đức Phật. Dạ. Khi mà họ đi ngủ thì họ hỏi với nhau là không biết bữa nay Đức Thế Tôn ở đâu, thì nghe nói Đức Thế Tôn ở đó là ở hướng Tây, thì họ đầm cái đầu họ hướng về hướng Tây. Nghe nói Đức Thế Tôn ở hướng Nam, họ đầu hướng hướng Nam. Nhưng mà họ không có thái độ đối với nhà vua,
Thì nhà Bụt, hai người này là ăn cơm của vua, hưởng bổng lộc của vua, hưởng những ân sủng của nhà vua, nhưng mà không không có kính nhà vua như là kính Phật. Nhà vua không ganh tị điều đó, nhưng mà nhà vua rất là hoan hỷ, là một người thiện trí hiểu được à, Đức Thế Tôn có những cái sự cao cả, mà những sự cao cả này khiến cho ngay cả hai vị quan giữ ngựa đó thờ Phật chứ không thờ vua, dạ, kính nhớ Đức Phật chứ không kính nhớ nhà vua như vậy, thì đó là điều rất là cao cả. Thì dĩ nhiên là nếu một vị vua tầm thường ấy, thì có tâm ganh tị thật đố kỵ, nhưng mà là vua Ba Tư Nặc là người có trí, thưa quý vị, một người có trí nhìn sự việc rất khác lắm. Người có trí thì nhìn sự việc đúng là cái nhìn của người có trí. Nhà vua thấy như vậy là Đức Phật phải là bậc tối tôn, bậc chí tôn, một bậc thế tôn chứ không phải là một vị tầm thường được. Tại ra đó là điều khiến cho nhà vua khởi cái tâm rất là hoan hỷ. Rồi sau cùng, thưa quý vị, nhà vua lại bày tỏ cái lòng tôn kính với Đức Phật. Nhưng mà đây là những giá trị rất là tầm thường thôi. Chúng ta nhớ rằng vua Ba Tư Nặc á, không phải là một cái người mà sẽ giác ngộ trong hiện kiếp này. Nhà vua là một vị đại Bồ Tát, sẽ trở thành một trong 10 vị chánh đẳng chánh giác trong tương lai. Mà những vị đại Bồ Tát á, thường là các ngài gặp chư Phật, có kính có thương chư Phật, nhưng mà các ngài vẫn tiếp tục hành trình để cuối cùng rồi thành vị chánh đẳng chánh giác, chứ không có lãnh hội giáo pháp rồi vào tu tập. Và chúng ta nghe chuyện đó rất là nhiều. Thật ra khi mà nhà vua mặc dù rất là thương kính Đức Phật, nhưng mà vua vẫn là vua, một vị đại Bồ Tát, thì vẫn hướng tới vị một cái đạo quả chánh đẳng chánh giác trong tương lai thôi. Dĩ nhiên lúc đó nhà vua không biết, mà chỉ có sau này Đức Phật, Đức Ngài cho biết như vậy ở trong buổi Thái Quan Sát. Nhưng mà đó là câu chuyện khác, chúng ta nói sau. Thì những đoạn sau này thì nó không có quan trọng như những đoạn đầu, nhưng mà giờ quý vị quan hỷ chờ chúng tôi một chút nhé. Xin lỗi quý vị, thưa quý vị, cái đoạn sau này thì nó có tất cả cá nhân, rất là cá nhân, nhưng mà nó lại cho chúng ta biết một số cái chi tiết. Những chi tiết này rất là quan trọng cho cái người nghiên cứu. Nó không mang cái ý nghĩa giống như những đoạn trước. Nhà vua nói rằng nhà vua thương kính Đức Phật, là nhà vua Đức Thế Tôn là dòng sắc đế lị, tư dòng dòng vua chúa chiến sĩ thì con cũng là dòng sắc đế lị. Tức là cùng một giai cấp, rồi cũng là đồng hương. Đức Thế Tôn là người Cô Xá, con cũng là người Cô Xá, rồi cùng cái trang lứa. Đức Thế Tôn 80 tuổi thì con cũng 80 tuổi. thì thưa quý vị, những điểm này thì những điểm nó cá nhân, nó có gì quan trọng, nhưng mà trên phương diện sử liệu nó rất quan trọng, là vì chúng ta biết rằng cái chuyện này xảy ra lúc đó Đức Thế Tôn 80 tuổi, năm cuối cùng của đời ngài. Và chúng ta cũng biết về là Đức Thế Tôn cũng là người xứ Cô Xá, tại vì ngài đến từ cái tiểu quốc của dòng Thích Ca, ví dụ như vậy. Và nói xong thì nhà vua đảnh lễ Đức Phật. Nhà vua nói rằng nhà vua có việc cần phải làm, phải ra đi. Thì Đức Phật ngài thường nói một câu là hãy làm cái gì hợp thời, và nghĩ là hợp thời tức là cần làm cái gì đó thì cứ đi làm đi. Cái câu nói trong kinh nghe rất là hay, thú vị, hãy làm những gì nghĩ là hợp thời. Rồi nhà vua đứng dậy, như hồi nãy chúng tôi nói với vị là thân phía hữu hướng về ngài rồi ra đi. Nhà vua không quay lưng bước ra ngoài, mà nhà vua đứng dậy và đi ngang ra. Hồi nãy chúng tôi có nói rằng vị nào mà đến các xứ Phật giáo hay Ấn Độ thì mới hiểu, mới biết cách này là người ta không có vào lại Phật xong quay lưng bước ra như người Việt Nam, mà đi nghiêng bước ra ngoài. Và sau khi nhà vua đi rồi đó,
thì Đức Phật gọi chư, nói ngài nói với chư tỳ kheo, là lúc nhà vua đến có chư tỳ kheo, Đức Phật gọi chư tỳ kheo đến đó, là gặp Đức Thế Tôn buổi trưa hôm đó, thì Đức Phật kể lại câu chuyện và ngài nói rằng nhà vua đã nói lên những cái pháp trang nghiêm và chư tỳ kheo nên học điều đó. Đây là trường hợp rất đặc biệt. Thường thường á là Đức Thế Tôn ngài ngài đưa ra những lời dạy, nhưng mà đôi lúc có những vị phạm thiên, đôi lúc có những vị thiên, và đôi lúc có những vị vua chúa nói lên điều gì đó mà Đức Phật thấy rằng điều đó đó nó có lợi chư tỳ kheo, thì ngài khuyên chư tỳ kheo hãy thọ trì. Như vậy thì cho chúng ta thấy rằng cái giá trị của pháp á không phải chỉ có lời Đức Phật dạy gọi là pháp đâu, mà cái pháp đó từ một người nói, và cái người nói đó nói đúng được Đức Phật chấp nhận, và nếu mà nói hay thì Đức Phật khuyên người khác nên hành theo. Thì ở trong trường hợp này là những cái lời của vua Vasiṭhadi nói về sự tôn nghiêm của chánh pháp, nhưng mà Đức Phật kể lại xong thì khuyên chư tỳ kheo hãy lấy đó là cái điều thọ trì. Mình sống thì thí dụ như là mình không nên có những cái cãi vã tranh luận với nhau, mình sống mình nên sống với nhau bằng cái sự tôn kính pháp, sống với nhau bằng sống an tự tại, sự an lạc tự tại của mình nó sẽ khiến cho người khác cũng được an lạc. Ví dụ vậy, đó là những pháp mà nhà vua đã trình bày với Đức Phật. Thì thưa quý vị, đó là vài điều mà chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử về ý nghĩa của bài kinh ngày hôm nay. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận hôm nay. Thưa quý vị, hôm nay có lẽ là ngày có là ngày sám hối, là không thấy chư tăng có mặt ở trong room, chỉ có chúng tôi và sư Nguyên Thông thôi. Bây giờ thì thỉnh sư Nguyên Thông qua nghỉ đó cho vài lời rồi sau đó mình thảo luận. Không biết sư Nguyên Thông có nghe được không? Nếu sư Nguyên Thông còn ở trước máy thì sư Nguyên Thông qua nghỉ cho biết. Dạ, dạ thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con trung lĩnh sư phụ nói lên vài lời về giáo pháp. Kính thưa sư phụ và đạo tràng, trên thế gian này có lẽ cái điều cao quý nhất trên trần gian này là pháp bảo. Là bởi vì khi mà chúng ta thấy rằng Đức Phật, khi mà ngài đã chứng đắc A-la-hán rồi, chứng đắc mà vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi đó, thì ngài nhìn quanh để tìm xem cho có người nào bằng ngài hay là cao hơn ngài để ngài đảnh lễ. Sự cuối cùng rồi ngài dùng Phật nhãn nhìn khắp thế gian, không thấy một người nào có thể tương đương với ngài hay là cao hơn ngài. Và ngài đành nghĩ rằng ngài chỉ có giáo pháp, cho nên ngài phải đảnh lễ giáo pháp. Đó là cái điều mà con nhận thấy khi mà con đọc kinh. Và cái điều đó cho ta thấy rằng giáo pháp là một cái gì cao quý, không phải ai đặt ra, không phải Phật đặt ra, không phải trời, không phải Chúa, không ai, mà đó là một cái giáo pháp cao thượng tự nhiên. Là vì vậy cho nên tất cả mọi việc trên thế gian này được govern, tức là được điều khiển bởi cái giáo pháp. Và cái giáo pháp đó là gì? Cái giáo pháp đó mà cái dụng của nó, tức là cái nhân quả, là bởi vì tất cả chúng ta trên trần gian này, những lời nói của chúng ta, những hành động của chúng ta, những tác ý của chúng ta thì đều có cái hiệu quả của nó. Khi mà chúng ta tác ý lành, hành động lành, lời nói, ngôn ngữ, thân hành, khẩu hành và ý hành của chúng ta mà phát xuất từ cái tâm vô tham, vô sân, vô si, tức là tâm thiện, thì cái hiệu quả, quả báo của đó là thiện báo cho chúng ta. Vì vậy, kính thưa chư vị, chúng ta là những Phật tử, là những người tu sĩ, là những người tôn kính Tam Bảo, là chúng ta là những người nếu mà thật sự là tôn kính Tam Bảo và có hành động đối với kính lễ Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo thì chúng ta có thể nói là xứng đáng là đệ tử của Phật. Mà nếu mà chúng ta được chứng quả gì đó thì được là con gái của Phật hay là con trai của Đức Phật. Vì vậy cho nên chúng ta thường nghe Đức Phật gọi ngài Mahakassapa là con trai của ta, ngài Sariputta và Moggallana là con trai của ta.
Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, chúng ta là những người rất là may mắn, rất là may mắn. Vì sao? Tại vì chúng ta sanh ra ở một cái thời điểm trong trần gian này mà trong đó còn có giáo pháp của Thế Tôn. Trên thế gian này mà nếu cho chúng ta may mắn là được xuất hiện trong thế gian này có một vị chánh biến tri, mà nếu mà vị chánh biến tri nó trong khoảng thời gian nào đó thì Ngài đã qua đời rồi, thì cái giáo pháp còn Ngài có tồn tại, thì khi mà chúng ta hiểu được giáo pháp, thấy được cái giáo pháp, thì cũng như chúng ta thấy được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Là bởi vì Đức Phật giảng giải rằng khi mà chúng ta hiểu pháp, hiểu giáo pháp, thấy pháp, tức là thấy Đức Phật. Vì vậy cho nên khi mà Ngài trước khi Parinibbana thì Ngài nói rằng một cách cúng dường Thế Tôn cao thượng nhất là không phải mua nhiều chuối hay là đảnh lễ Ngài, mà lại là làm theo lời Ngài đã dạy. Kính thưa chư vị, mỗi khi mà chúng ta làm theo lời Ngài đã dạy thì chúng ta được hưởng được cái vị ngọt của giáo pháp, thì đó là cái sự giải thoát, sự thanh thản, sự không vướng bận của những cái tâm tham, tâm sân, tâm si còn tồn động lại trong tâm của chúng ta. Kính thưa chư vị, khi mà chúng ta nói thì ai cũng có thể nói được, nhưng mà thực sự tiêu diệt hay diệt trừ được tâm tham, tâm sân, tâm si trong của chúng ta thì đó là một cái process, một cái quá trình. Một quá trình đó không phải là một năm hay một kiếp, mà không phải là 10 năm 10 kiếp, không phải trăm năm trăm kiếp, mà đó là tỷ 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 năm. Tại sao vậy? Là bởi vì trong vô minh chúng ta từ vô thủy đến bây giờ đã quân tập biết bao nhiêu là sự tham lam, sân hận, si mê. Thì bây giờ nếu mà chúng ta mới được gặp giáo pháp thì có thể nói là chúng ta bắt đầu tu tập. Khi mà chúng ta bắt đầu tu tập thì chúng ta có thể đó, chúng ta tiến dần dần về cái giáo pháp, để nói rõ cái giáo pháp nó cao quý như thế nào, nó thâm sâu như thế nào. Thì chúng ta nhớ lại khi mà Đức Phật Thích Ca chứng đắc chánh đẳng giác ở cội cây Bồ Đề thì Ngài bỏ ra 7 tuần lễ để chiêm nghiệm lại những giáo pháp mà Ngài đã chứng đắc. Thì Ngài mới thấy rằng sau khi Ngài chiêm nghiệm rồi thì Ngài mới nói rằng cái giáo pháp này rất là khó nói, mà hãy có nói rồi thì khó nghe, mà dầu có nghe cũng khó hiểu, dầu có hiểu mà khó tu, dầu khó tu cũng khó chứng và khó đắc. Vì vậy cho nên Ngài đã có khởi lên cái ý là Ngài sẽ Parinibbana tại bộ đạo tràng đó. Nhưng mà may mắn cho chúng ta, lúc đó có một vị Phạm Thiên tên là Sambhati, Ngài đã chứng tam quả và có tha tâm thông. Thì khi Ngài nhìn thấy, Ngài biết rằng Đức Phật đã có chứ đến ý chí là niết bàn ở đó, thì Ngài nói nếu như vậy thì sẽ tối tâm cho thế gian này, cho nên Ngài liền bay xuống đảnh lễ Thế Tôn. Thì Ngài nói là thưa Thế Tôn, xin Ngài hãy giảng pháp. Là bởi vì trong chúng sanh có những người mà trong con mắt của họ có ít bụi đó, thì những chúng sanh đó nếu Thế Tôn giảng pháp thì họ sẽ hiểu được. Thì lúc đó Thế Tôn mới là dùng Phật nhãn của Ngài rọi xem thế gian con này có hạng người như đó hay không. Thì Ngài đã thấy có hạng người như đó và Ngài im lặng nhận lời. Và lúc đó Ngài sẽ nghĩ rằng ta sẽ giảng pháp cho ai đây. Thì lúc đó thì Ngài nghĩ lại là hai người thầy của Ngài mà khi mà Ngài chưa chứng quả đó, thì có Alara Kalama và Niputaka Uddigedakha. Thì ra thì khi mà Ngài nghĩ đến đó thì chư thiên đã đến rồi. Hai vị đó, một người thì đã tịch cách đi một tuần lễ, thì một người thì mới tịch cách đây ngày hôm qua. Rồi sau đó thì Ngài mới suy nghĩ lại còn ai đây Ngài sẽ giảng. Thì lúc đó Ngài nghĩ đến năm người anh em Kiều Trần Như Công Đa Nhá đó, thì là những người bằng hữu, là những người đó khi mà Ngài giảng pháp thì họ mới có hiểu được. Vì vậy trên Ngài mới bèn đi lên được trên đường, đi lên trên đường để đi. Ngài không dùng thần thông mà Ngài đi bộ đi lên trên đường đi. Mà trên đường đi đó Ngài gặp một người, thì cái người đó thấy Thế Tôn là một người mà có cái dáng điệu, cái cung cách của một người giác ngộ.
thì tất cả các căn của Ngài trong sáng, và cái dáng đi của Ngài là không phải dáng đi của một người, một chúng sanh vô minh như chúng ta, mà cái dáng đi đó là dáng đi của một người giác ngộ, mà khi mà ta nhìn vào người ta thấy có một cái sự kính trọng, thì người đó mới là thưa Thế Tôn, Ngài là ai mà các căn của người trong sạch mà sáng chói như vậy, thầy của Ngài là ai và vì sao Ngài tu hành theo cái pháp đó. Thì Thế Tôn nói rằng ta là Phật, ta là một bậc giác ngộ, trên thế gian này không có ai hơn ta cả, ta là một bậc giác ngộ. Thì cái người đó bèn gật gù rồi lẳng lặng ra đi. Ngài nói rằng mong là như vậy, mong là như vậy. Kính thưa chư vị, trên thế gian này nếu mà chúng ta ngược dòng thời gian trở về quá khứ 2560 mấy năm đó, thì chúng ta mới thấy rằng cái danh từ Buddha hay là Phật đó là một danh từ cao quý thiêng liêng, không có ai có thể mà hiểu được, biết được cái ý nghĩa của nó. Và vì vậy cho nên thì Ngài mới nói là mong là như vậy, mong là như vậy, rồi Ngài bỏ đi. Bây giờ khi mà Ngài Cấp Cô Độc đó, khi mà Ngài nghe cái chữ Phật thì Ngài cũng giật mình, và Ngài khi mà lúc có Ngài mới biết là Đức Phật ở chùa Kỳ Viên hay ở đâu đó, thì Ngài mới bèn nôn nóng để đi tìm Đức Phật ngay cả ban đêm. Bởi vì vậy cho nên cái danh từ Phật đối với chúng ta bây giờ, thì ngoài những người là Phật tử thuần thành hay là tu sĩ, còn những người bên ngoài họ xem thường cái chữ đó, họ không hiểu là gì, và họ không có nền tôn trọng, kính trọng. Và cái điều đó cũng cho chúng ta thấy rằng không phải tất cả mọi người giống như chúng ta, là bởi vì chúng ta là những người đệ tử Phật, chúng ta là những người theo Phật, theo ngôn ngữ thường tình là chúng ta đi ngược dòng thế gian, chúng ta là những người lội ngược dòng những lời chúng ta nói, những hành xử của chúng ta. Đối với loại người đó thì không giống ai đó. Vì vậy cho nên cái điều mà Nguyên Thông muốn chia sẻ ở đây là trong gia đình của Nguyên Thông đó, Nguyên Thông có một người vợ, hay bây giờ gọi là bà bạn, mà Nguyên Thông nói xin hãy là quỳ xuống trước bàn Phật để xin cho tam quy ngũ giới. Thì bà bạn nói rằng mỗi người có một lý lẽ riêng. Nguyên Thông có mấy đứa con mà chỉ có một người con nghe lời tu Phật có tam quy ngũ giới, còn những người khác dầu rằng trên cuộc đời đó nó là bác sĩ, nhưng mà cái bác sĩ là bác sĩ nhưng mà dốt vẫn là dốt. Vì vậy cho nên cái giáo pháp mà chúng ta đang theo dõi đây là không phải là một cái giáo pháp bình thường, một cái giáo pháp cao quý. Và những điều mà cao quý đó thì ít có thể ai người nào mà thấy được cái cao quý của giáo pháp đó. Vì vậy cho nên kính thưa chư vị, chúng ta là phải biết rằng chúng ta là người rất là may mắn khi đã được lọt vào giáo pháp, thì hãy cố gắng tu hành. Kính thưa chư vị, tu hành là gì? Tu hành là xả bỏ chứ không phải là ôm đồm. Tất cả những cái ngu si của chúng ta, những cái mà tham đắm của chúng ta, những cái tham dục của chúng ta, những cái tham danh tham lợi của chúng ta mà chúng ta tưởng đó là hạnh phúc, nhưng không, đó là cái trói buộc. Vì vậy cho nên trong giáo pháp của Đức Phật không có ôm đồm mà gọi là xả ly. Người nào mà có xả ly được nhiều thì trí tuệ càng cao, mà người nào còn ôm đồm được nhiều tưởng đâu mình giàu sang thì đó là cái trói buộc. Cho nên có một vị tỳ kheo, khi mà cha mẹ của ông ta vừa mà thấy ông ta đi tu rồi, ông ta đắc đạo rồi, thì ông ta về nhà, mà khi mà ông ta về nhà đó thì gia đình không có nhận được ra ông ta, đuổi ông ta đi, bởi vì không có thích tỳ kheo, cho nên đuổi ông ta đi. Rồi sau đó rồi có cổ ông đó gặp một cái mà đâu tôi tớ đó, đem đổ cái bình cháo, cái nồi cháo,
Thì ông nói thôi đừng đổ đâu, bỏ đổ đóng trong bình bát ổng để ăn ổng ăn. Thì sau khi mà cái người tôi tớ đó thấy ổng nói chuyện, thấy ổng vậy mới nói, ủa ủa vậy là cậu hai ở cha gia đình này. Thành ra về nhà nói lại, thì gia đình mới là mời ông ta lại. Và khi mời ông ta lại để mà trái căng đó, thì ông ta khuyên là đem, bởi vì gia đình muốn ông ta trở về, cho nên bao nhiêu vàng bạc của cải, bao nhiêu vàng, bao nhiêu ký lô vàng đó chất đóng đầy nhà. Rồi khi mà ổng về đó thì gió nó nói là con về đến đây, cái này là của cải của con nè. Rồi thì ổng khuyên là tất cả cái này nên là đem ra đổ sông Hằng đi đi. Tại sao? Tại vì cái này là cái trói buộc làm cho gia đình đau khổ. Là tại sao? Sợ mất, sợ người ta ăn cắp. Cho nên tất cả những cái của cải của trần gian này mà dân chúng lại cho rằng đồ quý hay cái này nọ, nhưng mà đối với con người, đối với những người giác ngộ thì đó là cái trói buộc, chứ không phải là cái điều mà họ tham muốn về tiền bạc của cải, thức ăn hay danh vọng địa vị, thì đó là không phải là những điều mà người tu sĩ là mong muốn. Kính thưa chư vị, nói ra như vậy thì đôi khi nghe nó chướng tai, nhưng mà nếu suy nghĩ thì đó là cái câu là ung dung trong ràng buộc đó. Dạ, nếu có câu hỏi rồi con xin trao ma lại cho sư phụ. Cái câu mà ung dung trong rồng ràng buộc là câu đó của ngài Viên Minh đó. Là khi mà ngài Viên Minh mà bị diệt cộng tống vô tù rồi, khi mà tôi đóng cái cửa xà liêm rồi, ông nói là tự do là ung dung trong ràng buộc, còn hạnh phúc là tự tại trong khổ đau. Đó là lời của ngài Viên Minh. Và con xin trao ma là cho sư phụ, để sư phụ giảng dạy thêm Phật giáo cho chúng con đi học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con thỉnh sư phụ trở lại mai. Sa thủ xin trình sư Nguyên Thông. Xin hỏi trường tòa Thế Quyền, trường tòa có nghe được không? Nếu trường tòa Thế Quyền đang ở trước máy, xin trường tòa hoan hỷ cho biết. Dạ. Có những câu hỏi mà có nhiều khi người ta nói không biết cái trứng có trước hay con gà có trước. Thì câu hỏi này nó cũng giống như câu hỏi trứng có trước không, gà có trước. Nếu chúng ta về các quốc gia Phật giáo thì chúng ta thấy rằng cái sự kính Phật, kính Pháp trọng tăng á, và cung kính đối Pháp trọng tăng nó thường thể hiện lắm. Mà ở trong kinh cũng nói rằng có sáu pháp làm cho giáo pháp hưng thịnh, đó là cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, v.v. Thì theo trường tọa Thế Quyền đó, thì là do Phật giáo hưng thịnh nên người ta kính Phật trọng tăng như vậy, hay là do người ta kính Phật trọng tăng nên giáo pháp hưng thịnh? Xin kính thỉnh sư đạo tử. Nam mô Bụt Thầy, giới Nam mô Tham Ma, giới Nam mô Sang Khai, giới Như Thưa, để chúng được nghe rõ không ạ? Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp mà chúng ta kính lễ đến thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tự Tri, sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, quả thật đây là một điều mà nếu như chúng ta bước đến các nước quốc giáo thì đã là quốc giáo thì hầu như tức là 95% tất cả những con người nơi đó đều là có niềm tin, đều là có cái sự kính tin nơi Phật Pháp. Thì hỏi rằng như vậy thì những con người này được được huấn luyện, được tu tập, được như thế nào, thì đó chính là những người này được cái sự duyên cơ mà từ, có thể nói rằng từ xưa, từ thở nhỏ và từ thở bé, và đó cũng chính là nó có đầu tiên, nó làm những nấc thang, làm những cái sự bắt cầu cho người đó. Đó là một việc. Việc thứ nhất, việc thứ hai nữa, chúng ta phải nghĩ sâu xa hơn, tại sao họ sanh đến cái nước, những chỗ đó họ được cái duyên lành như vậy.
đó cũng là chính là họ có cái tiền căn tiền duyên đối với Phật pháp từ thời xưa cho tới ngày hôm nay, họ gặp những cái đầu những cái nước quốc giáo, thì đây chính là một điều mà rất là đặc biệt. Thì nhờ chính cái sự kính tin đó nó khiến cho Phật pháp hưng thịnh, đúng như vậy. Và giáo pháp hưng thịnh đó, chính vì giáo pháp được hưng thịnh cho nên cái vai trò kính Phật trọng tăng, hay hoặc là làm cho Phật pháp được triển dương, thì nó chính là một điều mà thiết cầu của một người có niềm tin, có cái truyền thống, có một cái hiểu biết một cách căn bản về Tam Bảo. Bởi vì có thể nói rằng nếu ai hiểu biết về Phật pháp thì chúng ta mới thấy cái sự kính tin Phật pháp là một sự quý trọng vô cùng to lớn, mà không phải dễ dàng chúng ta được. Sự dễ dàng chúng ta được, người ta nói là của chẳng hạn như nói một câu của vua thua lập Phật, tại sao của vua ban bố cho mình rất nhiều tiền của vàng bạc nhưng tại sao gọi là thua lập Phật? Bởi vì có công trạng, anh có công trạng, anh có cái có công trạng là anh sẽ được thưởng. Còn lộc của Phật ở đây là người có duyên mới được nhận được cái lộc Phật, người có cái phước đối với Phật thì mới nhận được lộc Phật. Thì cũng vậy, người có cái duyên với Tam Bảo mới gặp được Tam Bảo, người có cái duyên với Tam Bảo, và nếu như được một cái chánh tri kiến, được một cái điều hiểu biết đúng mà nó không thay đổi, thì chỉ có các nước quốc giáo mới giữ gìn cái sự uy nguyên, cái giá trị uy nguyên của Phật pháp mà được kế thừa và phát triển bao đời nay. Và thật sự những con người nơi đó thì cái vai trò hộ đạo hộ tăng của chính họ, hộ pháp của chính họ, nó chính là một trong những nguyên nhân để Phật pháp được hưng thịnh. Mà tại sao cái vai trò họ được hộ đạo như vậy? Bởi vì kính thưa quý vị, từ thở nhỏ là họ được biết, như các nước quốc giáo, nếu chúng ta qua các nước Thái Lan, quý vị biết là khi mà vào lớp chào cờ, trước khi chào cờ là đọc theo quốc ca đó, thì họ đọc kinh. Nó cũng vậy nữa. Và khi vào lớp á, khi ngoài những tầng không quốc ca, tức là khi vào lớp thì hình như lễ bái Tam Bảo, và tất cả nhỏ lớn gì, thầy cô gì, thầy trò, cô giáo gì, tất cả đều đọc được hết. Chúng ta thấy một cái sự tuyệt vời. Và những cái ngôi trường mà chúng ta gọi là ngôi trường tiểu học cơ bản đó, nằm từ trong chùa. Ngày nay đất nước Thái Lan có những cái chùa nó có cái đất lớn, thì sẽ cho cái bình bổ giáo dục đó, họ xây dựng cái trường lớp để dành cho những người học trò, những người trẻ nhỏ của Thái Lan chẳng hạn. Như vậy thì họ được học, và ngay cả đó họ lồng ghép, bắt đầu họ được dạy cái sự cung kính, cái sự cúng dường đến cho chư tăng như thế nào. Quý vị thấy tuyệt vời không? Và vào buổi sáng khi mà vào lớp, họ đọc Nam Mô hoặc là Arahant Samma Sambuddho Phakkawa Buddhang Phakkawantang Apiwa Devisua Kato Phakkawata Namo Thamang Namasami. Thì kính thưa quý vị, đó là xưng tán Tam Bảo một cách đầy đủ trước khi vào lớp học. Giờ rồi thì họ gặp chư tăng bất cứ nơi nào, họ đều có sự cung kính. Và một người đàn ông của Thái Lan phải một lần vào chùa để tu, và đó cũng là một hiến pháp thiết lập đối với người dân xứ Thái, mà đặc biệt là nam nhân xứ Thái. Thì chúng ta nếu như không có một lòng kính tin Tam Bảo thì họ không thể nào mà thực hiện được, và nó trở thành như là một cái bổn phận, cái trách nhiệm của một con người để làm thành xong cái bổn phận của một của quốc gia. Và đây là điều mà chúng ta thấy, nếu chúng ta nói cho rằng nhờ như vậy mà Phật giáo hưng thịnh, đúng. Và cũng tại sao mà được như vậy, bởi vì họ vốn có một sự được tiền căn tiền duyên, nó được tốt đẹp, cho nên nói cái này cũng được, tức là Tam Bảo nó được coi như là được triển dương hay được hưng thịnh là do lòng kính tin khiến quần chúng kính trọng Tam Bảo, mà từ cái chỗ mà kính trọng Tam Bảo đó cho nên Phật pháp hưng thịnh. Và chính Phật pháp hưng thịnh này, Tam Bảo là đối tượng cao cả để cho thiết lập, thì đây là một điều mà
chúng ta thấy nói cái nào cũng được. Và hai cái vai trò đó nó hậu tương, sự cung kính đó. Sự cung kính đó và cái sự hậu trì đó, cái sự trân quý đó và cái sự bảo gìn đó, nó sẽ có một sự hậu tương, một tác động qua lại. Và cái vai trò của một người cư sĩ của Phật giáo đó, thì là buổi sáng biết cúng dường chư tăng, biết thắp hương lễ Phật, đọc kinh, ngồi thiền. Và vào những cái buổi trưa họ vào, xin lỗi, vào những cái buổi chủ nhật và cái ngày chủ nhật thì họ vào chùa họ pháp, thì họ tu thiền rất là hay. Và cứ như thế qua năm này tháng nọ thời gian kia, cho nên cái đời sống tinh thần của họ luôn luôn được che chở, luôn luôn được một cái sự chăm sóc. Mà chính đó chính là cái giá trị của họ. Sự thật ra mà nói, có một số người hung hăng và ác xấu, như là họ nhờ những cướp biển hay là hải tặc, thì quả thật đó là những người Thái mà thuộc về ở miền Nam nước Thái, nó thuộc về Hồi giáo và bị cộng sinh đó. Như thế chứ sự thật ra chính là những người mà được huấn luyện thì từ thở bé họ tránh xa, họ biết giữ gìn cái ngũ giới của chính họ, vân vân. Phần đa phần nó là như vậy. Còn dĩ nhiên có những thiểu số mà cũng làm như vậy, nhưng mà họ không có được cái sự tốt đẹp đó, cũng có chứ. Họ cũng có những con người ác, họ cũng có con người xấu, họ có xã hội mà, thì có cái đen cái trắng. Nhưng phần đa phần thì được cái sự tốt đẹp chính do nhờ nơi thiết lập nơi niềm tin của Tam Bảo bao đời nay, và từ thở bé từ nhỏ thì cái gen nó mới cộng được chủng thiện thì mới đi theo cái chủng thiện được. Nó là như vậy. Thì kính bạch thượng tọa, đây chính là cái sự suy nghĩ của con là vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thêm để cho nó được tốt đẹp thì kính cùng thỉnh thượng tọa. Nam mô Bố Thầy á. Dạ. Con cũng cảm niệm công đức của thượng tọa đã điềm khuyết cho chính con, và con cũng bạch thượng tọa là ngày hôm nay thì con đã mở lại cái pháp hội ở tại chùa Bổ Đức. Sau thời gian sư trưởng bệnh thì pháp hội nó không còn nữa. Sau thời gian sư trưởng mất, sư tính lên thì cũng bận nhiều việc, cho nên nó không có mở pháp hội. Vì vậy cho nên con qua bên chùa Đức thì con mở lại cái pháp hội thuyết pháp sám hối hàng tháng 2 ngày cho Phật tử. Vì vậy cho nên nó vướng vào ngày 14 và 30. Còn Quán Nghiêm Cô thì ngày 1 và ngày 15. Dạ, vì vậy cho nên cũng san sẻ nhau để tại nơi đó để làm trở thành trong cái sinh khí một chút xíu, tức là nó có sự hoạt động. Và cũng có như cung thỉnh chưa tăng một số vị để về để cho chùa chiền nó có khởi sắc chút xíu chứ sau ngày. Dĩ nhiên nơi nào các vị nào mà hoạt động thì bây giờ vị đó mất đi thì nó cũng là một cái sự trống vắng, một sự lạnh lẽo, một cái sự cô tịch. Thì vì vậy cho nên con đã vận động chư Phật tử và hòa thật thì dĩ nhiên buổi đầu tiên thì nó rất là ít, nhưng điều mà cái gì cũng vậy, nước từng giọt, cũng như thời gian thì nó có một sự trở nên tốt đẹp được. Thì cầu mong rằng mọi việc nó sẽ được tốt đẹp, chứ cũng tất cả cái đó cũng còn tùy duyên. Dạ, để con kính cho thượng tọa cũng như là cảm ơn công đức thượng tọa đã điền khuyết cho chính con cái thời giảng thuyết ngày hôm nay. Dạ, con kính lễ thượng tọa và kính ngài quay trở lại comment. Nam mô Bố Thầy. Dạ. Sa thủ cái chuyện thượng tọa thượng quyền. Chú Phật tử có điều này, chú Thi muốn nhận đi, nhưng bài kinh Pháp Trang Nghiêm hôm nay thì cũng xin chia sẻ với quý Phật tử đôi điều trong những phút sau cùng của chương trình ngày hôm nay. Nếu quý vị nhớ đó là chúng ta học ở trung tâm chiêu bộ kinh thì có một đoạn khi mà một vị tôn giả hỏi Đức Phật là cái nguyên nhân gì làm cho Phật Pháp hưng thịnh và nguyên nhân gì làm cho Phật Pháp suy tàn. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng ngày nào mà các đệ tử Phật còn có cung kính Phật, cung kính Pháp, cung kính Tăng, cung kính học giới, cung kính thiền định và cung kính lễ tân, thì ngày đó Phật Pháp còn hưng thịnh. Mà khi sáu pháp cung kính nó không còn thì Phật Pháp sẽ bị suy tàn.
Vì vậy có một cái nguyên tắc, và nguyên tắc đó đã được duy trì ở trong lớp Phật Pháp của Gautama, và trước đó là lớp Diệu Pháp 20 năm qua, và chúng ta duy trì ở tại đây, đó là chúng ta luôn luôn giữ lòng tôn kính. Sự tôn kính nó thể hiện ra nhiều hình thức. Một đó là chúng ta luôn luôn đặt đạo, việc học kinh đạo, học những lời dạy của Đức Phật, và học bằng sự nghiêm túc. Nếu mà chúng ta vào đây để sinh hoạt đó, mà chỉ vì cá nhân của vị này hay là vì một mục đích giải trí, thì thưa quý vị, cái không khí nó sẽ khác đi. Dĩ nhiên ở đây chúng ta học rất là khô khan so với những cái chương trình Phật Pháp khác. Ở đây chúng ta không có văn nghệ, ở đây không, chúng ta không có những cái dân quốc tranh luận sôi nổi, nhưng mà chúng ta chỉ thuần là chú trọng vào học kinh điển. Sở dĩ chúng ta học kinh điển như vậy là dù rằng cuộc sống ở bên ngoài, thời thế có thay đổi ra sao, thì đối với chúng ta, Tam Tạng Kinh Điển vẫn là cái vẫn là một cái chuẩn, một cái mẫu mực, một cái tượng đài cao trọng mà chúng ta hướng đến. Điểm thứ hai, thưa quý vị, ngoài cái sự cung kính với Pháp đó, thì chúng ta có sự cung kính đối với chư vị giảng sư. Có đôi khi có một vài Phật tử hỏi chúng tôi là tại sao có những vị sư lớn như Thượng Tọa Tổ Siêu, chúng tôi cũng nói bằng ngôn ngữ kính trọng, mà đối với những vị trẻ hơn, nhỏ hơn, chúng tôi vẫn nói cái ngôn ngữ kính trọng rất là đơn giản. Khi chúng ta thỉnh các vị đó thuyết pháp, nói pháp đó, thì chúng ta tôn trọng những vị đó, tức là mình tôn trọng pháp. Nếu chúng tôi mời một vị nào lên để mà thuyết giảng mà chúng tôi không có tôn kính đối với những vị đó đó, thì chứng tỏ chúng tôi không có kính Phật pháp. Cái sự tôn kính pháp rất là cần. Hồi nãy chúng tôi có kể quý vị nghe rằng dù là một vị sa di hay là một người nhỏ mà lên trên pháp tọa đó, thì chúng ta cũng kính trọng. Câu chuyện mà chúng ta nghe ở trong kinh đó, một hình ảnh rất là đẹp, đó là nàng Kuchatara đó, là một tỳ nữ ở trong cung. Nhưng mà nàng có cái đặc biệt là đi nghe pháp thì nhớ lời Đức Phật dạy rất là kỹ, và khi trở về đó thì những cái vị hoàng hậu, phi tần và các cung nữ ở trong cung hoàng cung đó, tụ họp lại để nghe nàng Kuchatara thuyết pháp, nói lại những lời đã được nghe từ Đức Phật. Thì ở trong kinh nói rằng khi mà các vị muốn nàng Kuchatara mà đọc lại lời Đức Phật dạy, thì các vị làm một cái chỗ ngồi cao, chỗ ngồi trang nghiêm, mặc dù là hoàng hậu, hoàng phi, nhưng mà vẫn ngồi ở dưới nghe nàng Kuchatara đọc lại lời Đức Phật dạy. Không phải vì nàng Kuchatara có cái địa vị cao, mà chỉ là một cung nữ, là một tỳ nữ thôi, nhưng mà lúc thuyết pháp thì vẫn kính trọng. Cái hình ảnh đó là một cái hình ảnh mà ngày nay ở tại các cái quốc gia Phật giáo vẫn còn. Chúng tôi nói rằng chư tăng ngồi như vậy tới giờ thuyết pháp, thì vì cái vị pháp sư vẫn lên trên pháp tọa rất là cao trọng để thuyết pháp, thì chúng ta cũng có cái sự cung kính như vậy. Và thưa quý vị, một điểm khác mà cũng nhắc lại ở tại đây là chúng ta học pháp bằng sự nghiêm túc. Nghiêm túc ở đây nghĩa là chúng tôi hay nhắc, và phải nói rằng có một cái lợi điểm rất lớn ở trong lớp học, là cái vị lớn nhất trong số các vị giảng sư ở đây là Thượng Tọa Tuệ Siêu, là một người mà có một cái tinh thần trách nhiệm rất là lớn. Ví dụ như điều đó Thượng Tọa biết, Thượng Tọa nói biết, mà không biết Thượng Tọa nói không biết, điều đó cần phải tra cứu lại Thượng Tọa nói tra cứu lại. Thượng Tọa Tuệ Siêu có thể là quý Phật tử nghe đồng tình hay không đồng tình, nhưng quý vị phải nhận một điều rằng Thượng Tọa không có chấp nhận lời nói bừa bãi. Có nói chữ bừa bãi tức là nói cho có nói cho qua đó. Thì đó là một cái thái độ với sự tôn kính. Chúng ta không thể kính trọng Phật pháp mà chúng ta ăn nói một cách tùy tiện, cách nói pháp một cách tùy tiện, giảng pháp cách tùy tiện là cách rất là nguy hiểm lắm. Chúng tôi mới gặp một vị sư mà vị đó nói rằng tại sao Đức Phật ngài chuyển pháp luân mà phải đưa bàn tay lên, thì vị nói là đưa bàn tay lên bốn ngón để giảng về tứ đế. Thì thật ra chúng tôi chưa bao giờ nghe chỗ nào họ giảng như vậy hết. Chúng tôi chỉ nói là pháp ấn, những cái mudra đó là pháp ấn, tức là cái cách để diễn pháp luân thôi.
khi mà chúng ta nói gọi là nói tùy tiện như vậy đó rất là nguy hiểm, và rất là nguy hiểm, tại vì người ta thích cái gì người ta nói cái đó, mà nói mà không có cơ sở, không có sách vở thì cũng là một cái chuyện nhỏ, không nói chi có những chuyện lớn hơn chúng ta cũng nói tùy tiện được. Thành ra mình giảng pháp không thể tùy tiện, mà giảng pháp đó là thí dụ cái điểm đó mình thấy ở trong kinh, ở trong sớ giải, hoặc giả là cái đó mình nghe từ một vị trưởng lão nào đó nói, mình đã ồ vị đó nói như vậy, chứ chúng ta phải có một cái quý vị thấy rằng ngày hôm nay đó, những cái người đi học á, thí dụ họ biết một cái luồng ác, họ biết mà họ phải trích cái xuất xứ rõ ràng, là cái lời đó mình nói lấy từ đâu ra, sách nào, trang số mấy, xuất bản năm nào, tại sao người ta phải nói như vậy, là bởi vì thưa vì có khi mình nói một lời của người nào đó mà mình trích có đúng nguyên văn hay không, và mình có người ta nói cái đó mình có lấy nguyên một đoạn hay là mình chỉ cắt vài chữ rồi mình để vô thôi, và còn giả là cái quyển sách mà mình trích đó nó xuất bản năm nào, và năm đó đó một cũng quyển sách đó mình xuất bản 10 năm trước, giờ 10 năm sau có khi người ta sửa chữa rồi làm sao, thật ra mình phải nói rõ mình đã trích quyển sách đó từ trích cái lời đó từ quyển sách nào, tác giả là ai, nhà xuất bản nào và năm xuất bản nào. Cái sự kỹ lưỡng như vậy nó cho chúng ta thấy một điều gì, đó là chúng ta nghiêm túc, dạ, mà sự nghiêm túc tức là sự kính trọng. Còn cái sự mà trích dẫn bừa bãi đó là chứng tỏ rằng chúng ta không cố ý, chúng ta không có tôn trọng. Bởi vì tại sao mà chúng ta nên bắt chước người Tây phương ở trong cái việc trích dẫn kinh sách? Dạ, như là mỗi ngày chúng ta học thì chúng ta nói rất rõ rằng chúng ta học Trung Bộ Kinh, bài kinh số mấy, từ đoạn số mấy tới số mấy, và bài kinh này do Hòa Thượng Minh Châu dịch sang tiếng Việt, vân vân. Cái sự trích dẫn một cách rõ ràng là sự nghiêm túc. Và thưa quý vị, một điểm khác mình chúng ta cũng đem áp dụng ở tại đây là chúng ta luôn luôn có cái quan niệm rằng mình học Phật Pháp để mình hiểu lời Đức Phật dạy, chứ không phải học Phật Pháp để giải trí. Cái người học mà để giải trí là chuyện khác. Và chúng ta vào đây không phải vì vui mà vào đây. Quý vị thấy hồi nãy Trường Tòa Tự Quyền cũng có nói rằng bận rộn, hồi trước một chùa vì bận rộn hai chùa, bận rộn nhưng mà rồi mình cũng phải làm, tại vì mình sinh hoạt ở đây không phải là vì mình vui đâu. Mình nghĩ rằng mình buồn quá vô đây sinh hoạt cho nó vui, không phải vậy. Nếu chúng ta nghĩ như vậy là chúng ta chưa có cảm nhận được. Chúng ta phải nghiêm túc trong việc học Phật Pháp. Nghiêm túc là chúng ta nghe một cách biết nghe, có lắng nghe, nghe rồi để nhớ đem vào lòng rồi tìm cách áp dụng, chứ không phải là mình nghe giống như là nước chảy qua cầu, nghe lỗ tai này qua lỗ tai kia. Và chúng tôi cũng nói rằng chúng tôi không có quan niệm là hoằng pháp có nghĩa là mình chạy theo một cái phong trào của quần chúng. Và có những thứ rất là khô khan, như chúng ta học Trung Bộ Kinh chẳng hạn, hay là học Thắng Pháp rất khô khan, nhưng mà không phải là vì sự khô khan đó mà chúng ta không học, không phải là vì mỗi ngày như vậy có vài ba chục người mà chúng ta không dạy, không phải như vậy. Chúng ta phải tiếp tục làm công việc đó, vì nếu mà chúng ta biết rằng chánh pháp có giá trị thật sự thì chúng ta nên tiếp tục làm. Và thưa quý vị, nếu chánh pháp có giá trị thật sự đối với chúng ta thì ở trong bất cứ cái giai đoạn nào, hoàn cảnh nào, lúc thuận cũng như lúc nghịch, lúc vui cũng như lúc buồn, đời sống thăng trầm, thì chúng ta cũng học chánh pháp. Khổng Tử có nói một câu mà chúng tôi nghĩ câu đó rất là tốt, chúng tôi thường nhắc ở trong chùa, đó là Khổng Tử nói rằng cái nhà nông mà thạo nghề nông thì không vì thất mùa mà bỏ đất đai, một cái người đi buôn không vì lỗ lã nhất thời mà lại bỏ cái nghề buôn bán, người quân tử mà hiểu đạo thì không vì những cái gian nan thăng trầm cuộc sống mà bỏ cái đạo của người quân tử. Chuyện đó là một chuyện mà tất cả chúng ta là ghi nhớ rằng, ví dụ như bình thường học Phật Pháp mình hoan hỷ, nhưng mà lúc có chuyện gì bỏ Phật Pháp, chuyện đó không phải. Mình học Phật Pháp là để trưởng dưỡng niềm tin, trưởng dưỡng trí tuệ, trưởng dưỡng cái phúc đức của mình.
và đặc biệt là mình biết ơn Đức Phật. Nếu mà mình không học Phật pháp bằng tâm cung kính, bằng sự nghiêm túc, bằng một cái sự trân trọng, thì thưa quý vị, đó là một điều kém phước cho chúng ta. Quý vị nào đã học Phật pháp nhiều thì thấy rằng có được Phật pháp là một gia tài, một gia tài rất lớn, và hưởng được gia tài đó hay không tùy theo cái thái độ của mỗi chúng ta. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật pháp Buddha Dhamma ở tại đây. Kính Thiên Chư Tăng đã vào rung để chia sẻ. Đảnh lễ quý ngài, thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thay. Con Nguyên Xuân, thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ốp đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiền thần tổ hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.